Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 6. Dương Diệp xoay người, chỉ thấy một người nữ tử mặc váy dài màu lục đang mỉm cười nhìn hắn, ở phía sau nữ tử còn có một lão giả mặc hôi bào đi theo. Nữ tử váy lục khoảng chừng 17-18 tuổi, dung mạo của nàng không phải rất đẹp, nhưng là lại rất dễ nhìn, trên gương mặt thản nhiên mỉm cười, tản ra một khí chất điềm tĩnh nhu hòa. Chính là cỗ khí chất đó, đã làm cho mị lực của nàng tăng lên rất nhiều. Dương Diệp ánh mắt ở trên người nữ tử xem xét, cuối cùng dừng ở lưng áo nàng, nhìn thấy vòng eo kia, trong mắt Dương Diệp lóe lên một tia kinh diễm, vòng eo nữ tử cực nhỏ, như là cành liễu đầu xuân, tinh tế uyển chuyển, tạo thành một vòng cung tuyệt vời. Nữ tử váy lục hướng về phía Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó liền cùng lão nhân đi về phía thanh niên kia, nói, ngày hôm nay dù sao ta cũng muốn làm phiền Trương Đại Sư, để hắn cùng ta khảo hạch đi, ta nghĩ, Trương Đại Sư sẽ không có ý kiến gì. Thanh niên kia hướng về phía nữ tử chắp tay, sau đó trên mặt lộ vẻ khó xử, nói, Tiêu tiểu thư, ngươi nên biết trách nhiệm của ta. Nữ tử váy lục gật đầu cười, sau đó lấy ra hai viên năng lượng thạch đưa cho người thanh niên. Nói, Trương Hằng, ta biết các ngươi làm việc cũng không dễ dàng, chỉ là mong châm trước một chút. Người thanh niên tên Trương Hằng tiếp nhận hai viên năng lượng thạch, trên mặt không còn khó dễ như trước, cười nói, cũng được, để hắn đi thử xem. Đúng rồi, lần này ta mong ước Tiêu tiểu thư có thể khảo hạch thành công. Đa tạ lời chúc, nữ tử nhu hòa cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói, chúng ta đi vào thôi. Nói xong, đi về phía cửa. Nhìn toàn bộ quá trình. Dương Diệp hiện tại liền hiểu ra, lúc trước nam tử không cho hắn đi vào là bởi vì hắn không hối lộ, hắn bình thường cũng thông hiểu những đạo lý đối nhân xử thế, chỉ là hắn không nghĩ tới người của Phù Văn Sư Công Hội cũng có thể làm như vậy. Dương Diệp nhìn một chút năng lượng thạch trên tay thanh niên, sau đó đi cùng nữ tử váy lục. Sau khi đi tới phòng khách, Dương Diệp đã đuổi kịp nữ tử váy lục, hướng về phía nàng ôm quyền, nói, lúc nãy cảm tạ Tiêu tiểu thư rồi. Nói xong. Dương Diệp lấy ra hai viên năng lượng thạch đưa cho nàng. Nhìn thấy năng lượng thạch, trong mắt nữ tử váy lục lóe lên một tia kinh ngạc, năng lượng thạch cũng có chút chân quý, đối với nàng mà nói cũng là chân quý. Sở dĩ bằng lòng chi năng lượng thạch trợ giúp nam tử trước mắt này, là bởi vì lão nhân sau lưng nàng nói nam tử trước mặt có thể là đệ tử của kiếm tông, cho nên nàng mới bằng lòng bỏ ra hai viên năng lượng thạch. Công tử là đệ tử kiếm tông, nữ tử váy lục không có nhận năng lượng thạch. Ngược lại hỏi. Dương Diệp kinh ngạc nói, tại sao ngươi biết? Nghe được lời nói của Dương Diệp, nữ tử váy lục ngon ngọt cười, nói, lúc trước ta và Lâm Bá nhìn thấy công tử cùng đệ tử ký danh của kiếm tông ở một chỗ. Nghe được lời của nàng, Dương Diệp đã rõ ràng, lúc trước nữ tử này giúp hắn, hắn vẫn rất nghi ngờ, bây giờ mới biết, nguyên nhân là bởi vì hắn là đệ tử kiếm tông. Đối với sự thẳng thắn của nàng, Dương Diệp cũng có chút hảo cảm. Lập tức nói, dù là như thế nào, chuyện khi trước ta cảm ơn nhiều. Việc nhỏ mà thôi, nữ tử cười cười, sau đó lại nói, công tử tới khảo hạch Phù Văn Sư sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, đi thử một chút. Nữ tử cười nói, thử xem cũng tốt, đầu tiên có thể xem một ít quá trình chế tạo phù lục. Được rồi, ta tự giới thiệu, ta gọi là Tiêu Ngọc Nhi. Dương Diệp, sau khi giao lưu xong, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía đại sảnh, sau đó hỏi, Tiêu tiểu thư, vì sao nơi đây vắng vẻ như vậy? Tiêu Ngọc Nhi giải thích, các đại sư bên trong phân hội đang nghiên cứu phù văn, bình thường trừ phi nơi đây bị công kích, hoặc là có người tới khảo hạch phù văn sư, nếu không. Những phù văn đại sư sẽ nhốt mình trong mật thất, sẽ không ra ngoài. Bọn họ liều mạng như vậy, Dương Diệp kinh ngạc nói. Tiêu Ngọc Nhi cười nói, đương nhiên phải liều mạng. Phù văn sư không chỉ cần phải tu luyện, còn phải nghiên cứu phù văn, hơn nữa vì mua tài liệu chế tác phù văn, bọn họ còn muốn tiếp nhận một số nhiệm vụ, có thể nói, bọn họ là cực kỳ bận rộn. Người khác đều biết phù văn sư rất uy phong, rất có địa vị, nhưng mà lại không biết, những thứ đó đều là bọn họ dùng nỗ lực của bản thân đổi lấy. Dương Diệp nhẹ gật đầu tán đồng, nói, đúng vậy, thế nhân đều chỉ nhìn thấy mặt ngoài, mà nhìn không thấy người khác nỗ lực cùng khổ cực. Được rồi. Khảo hạch phù văn sư có quy trình như thế nào? Tiêu Ngọc Nhi biết hắn lần đầu tiên tới khảo hạch, lập tức giải thích, kỳ thực quy trình này cũng không quá phức tạp, chỉ cần người được khảo hạch có thể chế tạo ra một loại hạ phẩm phù lục, coi như đã khảo hạch thành công. Chế tạo ra một loại hạ phẩm phù lục có thể trở thành nhất phẩm phù văn sư,
nếu như có thể chế tác 5 loại phù lục thuộc tính khác nhau, chính là ngũ phẩm phù văn sư. Mà đằng sau ngũ phẩm là có thể minh vật, còn đối với cảnh giới cao hơn, chúng ta bây giờ cũng không cần nghĩ tới. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nghĩ thầm thấy nói rất giống với Bảo Nhi, mình đã chế tạo qua 2 loại phù lục, như vậy nói cách khác mình đã được xem là nhị phẩm phù văn sư. Nghĩ vậy, Dương Diệp lại hỏi, Tiêu tiểu thư, sau khi trở thành phù văn sư, thật sự được tự do. Tiêu Ngọc Nhi cười nói, được tự do, thành viên có thể tự do gia nhập vào bất kỳ thế lực nào, cũng có thể không cần đợi phù văn sư công hội đồng ý. Tuy nhiên cũng phải chịu phù văn sư công hội ràng buộc, dù sao một tổ chức không thể quản lý thành viên, nhất định sẽ ra nhiễu loạn lớn. Phù văn sư thật là một nghề nghiệp làm người ta hâm mộ và ghen ghét. Dương Diệp cười nói, nghề nghiệp phù văn sư này không chỉ có địa vị tôn quý, có thể hưởng thụ rất nhiều đặc quyền, còn được tự do như vậy, so với thân phận đệ tử tông môn mà nói, thật tốt hơn nhiều. Tiêu Ngọc Nhi nói, sở dĩ nghề nghiệp này chân quý, nói cho cùng cũng vì tác dụng của phù văn sư. Người suy nghĩ một chút, hai người cùng cảnh giới chiến đấu, một người trong đó dùng một tấm cường lực phù, hoặc là thần hành phù, ai thắng ai bại. Phù văn sư tùy ý chế tạo một tấm phù lục, có thể làm cho huyền giả chuyển bại thành thắng. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn lướt qua bốn phía, hỏi Tiêu tiểu thư, khi nào chúng ta sẽ bắt đầu khảo hạch? Trong mắt Tiêu Ngọc Nhi lóe lên vẻ bất đắc dĩ, nói, sợ rằng còn phải chờ một lát, Trương Đại Sư giờ này chắc là đang minh vật cho khách, nhưng mà ngươi yên tâm, Trương Đại Sư làm người rất coi trọng chữ tín, hắn bảo hôm nay cho ta tiến hành khảo hạch, nhất định sẽ dành chút thời gian cho ta khảo hạch. Nghe vậy, Dương Diệp cũng chỉ biết gật đầu, hắn không trực tiếp trở về An Nam Thành, mà là tới khảo hạch Phù Văn Sư, chính là thêm một con bài để đối phó Liễu Gia. Lần này hắn trở về để chấm dứt toàn bộ ân oán với Liễu Gia. Bất chi bất giác đã qua một giờ, hai người trò chuyện xem như thoải mái. Kỳ thực phải nói là Dương Diệp hỏi, còn Tiêu Ngọc Nhi giải đáp. Dương Diệp tuy tính là phù văn sư, thế nhưng đối với phù văn sư công hội tổ chức không hề biết cái gì. Mà Tiêu Ngọc Nhi thì rất tinh tường, nói chuyện với nhau một lúc, Dương Diệp cũng hiểu ra rất nhiều chuyện. Tiêu Ngọc Nhi đối với Dương Diệp cũng là có một ít thiện cảm. Bởi vì mặc dù Dương Diệp là đệ tử tông môn, thế nhưng trên người không hề có một chút ngạo mạn, hơn nữa không biết thứ gì, đều khiêm tốn thỉnh giáo nàng, không có ra vẻ hiểu biết. Điều này làm cho nàng đối với Dương Diệp là biết gì nói nấy. Hai người lại hàn huyên gần một canh giờ sau, một lão đầu có chút lôi thôi xuất hiện, thoạt nhìn bộ dáng lão đầu khá vội vàng, trực tiếp hướng về phía Tiêu Ngọc Nhi, nói, nha đầu, đi theo ta. Nói xong, đầu cũng không nhìn bên trái đi tới. Nhìn lão đầu lôi thôi trước mắt, Dương Diệp biết, đây chính là Trương Đại Sư, địa phẩm phù văn sư mà Tiêu Ngọc Nhi nói. Chỉ là bộ dạng của đối phương khiến cho người ta không dám lấy lòng. Tiêu Ngọc Nhi hướng về phía Dương Diệp cười cười, nói, Dương Huynh, chúng ta theo sau đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hai người vội vã đi theo. Ba người đi tới một gian nhà, trong phòng ngoại trừ một cái bàn đá to lớn ra thì chẳng có cái gì cả. Ở trên bàn đá để rất nhiều phù lục trống, còn có một bình ngọc màu trắng chứa đựng linh thảo dung dịch cùng huyết dịch huyền thú. Lão đầu lôi thôi không nhìn đến Dương Diệp, nhìn Tiêu Ngọc Nhi, nói, nha đầu, lần này nếu ngươi vẫn không vượt qua, về sau đừng đến quấy rầy ta nữa. Ngươi phải biết rằng, lão già này thực sự rất bận rộn. Tiêu Ngọc Nhi hướng về phía lão đầu lôi thôi thi lễ một cái, nói, làm phiền Trương lão rồi. Nói xong. Nàng vừa chỉ Dương Diệp, nói, Trương lão, hắn cũng tới tham gia khảo hạch. Nghe được Tiêu Ngọc Nhi nói vậy, lão đầu lôi thôi lần này nhìn về phía Dương Diệp, quan sát Dương Diệp, hắn nói, tiểu tử, sư phụ ngươi là ai? Nghe vậy, Dương Diệp có chút xấu hổ, bởi vì hắn không biết Bảo Nhi ra ra tên gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Ngọc Nhi cũng hiếu kỳ nhìn về phía Dương Diệp, muốn biết sư phụ hắn là ai? Nên biết phù văn chi đạo một bác đại tinh thâm, hay không có ai chỉ dẫn thì căn bản không thể trở thành một phù văn sư được. Nàng mặc dù không có sư phụ nhưng vẫn học qua một số phù văn sư đấy. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của hai người, Dương Diệp có chút khó xử. Không nói tới hắn không biết danh hiệu của Gia Gia Bảo Nhi, mà ngay cả ông ấy có nhận hắn làm đồ đệ hay không vẫn chưa biết được. Nếu như bây giờ hắn mạo muội xưng danh hiệu của Gia Gia của Bảo Nhi ra mà bị người ta... Chính là vị sư phụ tiện nghi kia biết được, đối phương chắc sẽ không có ấn tượng tốt đẹp gì với hắn mất.
Nghĩ vậy Dương Diệp nói, tiền bối, sư phụ lão nhân gia không cho ta nói danh hiệu của người ra ngoài, thật xin lỗi. Nghe được lời nói của Dương Diệp, Trương Đại Sư hơi gật gật đầu, sau đó không nhìn hắn nữa, chỉ vào tấm phù lục trống trên bàn, nói, hai đứa ai làm trước đây? Mà thôi, để tiết kiệm thời gian, các ngươi cùng làm đi. Nói xong ông ta không quan tâm hai người nữa, đi qua một bên lấy một quyển trục ra xem. Nghe vậy Dương Diệp và Tiêu Ngọc Nhi nhìn nhau cười, sau đó hơi gật đầu, tỏ vẻ khích lệ đối phương. Dương Diệp ngồi trước bàn đá, hít sâu một hơi, sau đó cầm lấy phù văn bút của mình bắt đầu luyện chế. Thời gian của Dương Diệp đã vô cùng gấp gáp, ngay từ khi biết được muội muội và mẫu thân gặp nguy hiểm, hắn ngoài mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức bay về An Nam Thành. Thế nhưng hắn không làm như vậy, bởi vì hắn hiểu được một đạo lý. Muốn giải quyết triệt để uy hiếp của Liễu gia không chỉ cần có thực lực mà còn phải có thân phận. Liễu gia ở An Nam Thành xem như là một đại gia tộc, có kết giao với Tam giáo cửu lưu, ba, đặc biệt còn có giao tình với thành chủ An Nam Thành. Hắn muốn giải quyết Liễu gia mà chỉ dựa vào thân phận đệ tử ngoại môn kiếm tông còn chưa đủ. Chỉ có thân phận phù văn sư mới đủ cân lượng, chỉ có được thân phận phù văn sư hắn mới có thể không cần cố kỵ những thế gia có quan hệ thân thiết với Liễu gia. Cho nên hắn vừa đến Chiêu Dương Thành liền đi khảo hạch phù văn sư trước tiên. Ngay khi Dương Diệp vừa động bút thì vốn Trương Đại Sư đang xem quyển trục một bên ngẩng đầu lên liếc nhìn hắn, sau đó lắc lắc đầu. Luyện chế phù lục cần chú ý để cho lòng được bình tĩnh, khí hòa thuận, không thể có chút tạp niệm, Dương Diệp không cần ngưng thần tĩnh khí đã trực tiếp động bút, như vậy quá gấp rồi. Lúc này ông ta hoài nghi Dương Diệp rốt cuộc có sư phụ hay không. Cho dù có cũng là một vị sư phụ kém cỏi. Trương Đại Sư không có hứng thú với Dương Diệp, ánh mắt chuyển qua trên người Tiêu Ngọc Nhi, nhìn thấy Tiêu Ngọc Nhi ngồi xếp bằng ngưng thần tĩnh khí, hơi gật gật đầu. Tư chất của Tiêu Ngọc Nhi và các phương diện khác đều tốt, tính cách cũng không chê được, rất nhiều lần ông ta muốn thu đối phương làm đồ đệ nhưng vừa nghĩ tới nàng không phải ngũ hành huyền khí nên đành buông tha ý nghĩ này. Phù văn sư không phải ngũ hành huyền khí, thành tựu trên phù văn chi đạo sẽ có hạn. Giai đoạn đầu có thể không có gì. Thế nhưng về sau thì một số phù văn không phải ngũ hành huyền khí thì không thể chế tạo được. Thật đáng tiếc. Trương Đại Sư lắc lắc đầu, sau đó thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn quyển trục. Thời gian trôi qua từng chút, Dương Diệp đã phác thảo được hình dạng của cường lực phù. Đối với cường lực phù, Dương Diệp có thể nói là quen tay dễ làm, không gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Rất nhanh Dương Diệp bắt đầu tiến hành chú linh. Nếu như Tiêu Ngọc Nhi và Trương Đại Sư lúc này nhìn về phía Dương Diệp thì sẽ phát hiện Dương Diệp chính là ngũ hành huyền khí trong truyền thuyết, chỉ có điều hai người không nhìn Dương Diệp. Tiêu Ngọc Nhi thì do không có tâm tư, nàng hiện tại thân mình còn lo chưa xong. Mà Trương Đại Sư không nhìn là vì lúc đầu thấy Dương Diệp không ngưng thần tĩnh khí đã bắt đầu chế phù, ông ta đã hoàn toàn không muốn nhìn Dương Diệp nữa. Lại qua một canh giờ, Dương Diệp đã chế tạo xong một tấm cường lực phù. Đặt tấm cường lực phù đã chế tạo qua một bên, Dương Diệp lấy ra một tấm phù trống nữa, sau đó chuẩn bị chế tạo truyền âm phù, lần này hắn cần khảo hạch phù văn sư nhị phẩm. Dương Diệp không có vội động bút, mà liếc nhìn qua Tiêu Ngọc Nhi, khi thấy tình trạng của nàng thì Dương Diệp khẽ cau mày. Bởi vì tình hình của Tiêu Ngọc Nhi lúc này đang rất không ổn, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy mồ hôi, lông mày kẻ đen nhíu chặt lại vào nhau, cánh tay cầm phù văn bút cũng hơi run rẩy. Dương Diệp biết đối phương nhất định là gặp phải rắc rối rồi. Hắn thu hồi ánh mắt, sau đó bắt đầu chế tạo truyền âm phù. Lúc này hắn cũng chỉ có thể hy vọng Tiêu Ngọc Nhi có thể giải quyết được rắc rối trước mắt. Tiêu Ngọc Nhi quả thật đang gặp phải rắc rối, chi rũ phù 4, nàng đã từng chế tạo ở nhà rất nhiều lần rồi, xác suất thành công rất lớn. Cũng bởi vì xác suất thành công lớn nên nàng mới dám đến công hội phù văn sư để kiểm tra. Chỉ là lần này nàng có chút căng thẳng, đúng vậy. Nàng vô cùng căng thẳng. Nàng sở dĩ căng thẳng là vì nàng sợ thất bại, trước kia nàng thất bại nhiều lần rồi thế nhưng lần này nàng không thể thất bại, vì nó quan hệ đến an nguy của Tiêu gia nàng. Tiêu gia quật khởi quá nhanh, Tiêu gia gia chủ, chính là phụ thân nàng không biết thu liếm, thế cho nên Tiêu gia phát sinh xung đột với một số gia tộc lâu đời ở Chiêu Dương Thành. Tiêu gia mặc dù có cường giả linh giả cảnh, thế nhưng đối mặt với một số gia tộc lâu đời vẫn còn chưa ăn thua. Đặc biệt bây giờ mâu thuẫn giữa Tiêu gia và mấy gia tộc lâu đời kia càng tăng lên, càng làm cho Tiêu gia rơi vào trong tuyệt cảnh. Muốn giải quyết nguy cơ này của Tiêu gia thì nàng phải trở thành phù văn sư.
chỉ cần nàng trở thành phù văn sư, Tiêu gia mới có tư cách đàm phán với đối phương cũng mới chấp nhận cầu hòa của Tiêu gia. Bởi vì không có một gia tộc nào sẽ nguyện ý đi đắc tội một gia tộc có phù văn sư, nên biết phù văn sư có mối quan hệ cực kỳ khủng bố, đặc biệt là phù văn sư trưởng thành. Cho nên hôm nay nàng không thể thất bại được, một khi thất bại, những gia tộc lâu đời kia sẽ không còn cố kỵ, khi đó Tiêu gia sẽ bị hủy diệt. Chỉ là nàng không nghĩ tới, cũng bởi vì nàng lo lắng quá nhiều, áp lực lớn, làm cho nàng không bình tĩnh như bình thường, cho nên trong quá trình chế tạo phù lục xuất hiện một số sai lầm. Không được, ta phải tỉnh táo, ta không thể thất bại. Tiêu Ngọc Nhi dừng bút, hít sâu một hơi, chờ cho trong lòng bình tĩnh lại nàng mới động bút lần nữa. Lại qua một canh giờ, Trương Đại Sư bên cạnh đã dựa vào ghế khép hờ hai mắt như đang ngủ. Mà một nam một nữ còn lại trong phòng thì hết sức chăm chú lên trên phù chỉ. Lại qua một canh giờ, Dương Diệp thu bút lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, mỉm cười, lần này cũng giống như mọi khi, cường lực phù và truyền âm phù đều là thượng phẩm, về phần tại sao mỗi lần đều là thượng phẩm, trừ lý do hắn là thiên tài ra thì Dương Diệp thực sự không nghĩ ra được lý do nào nữa. 2. Đúng lúc này, Tiêu Ngọc Nhi một bên đột nhiên thở dài một câu, bút trong tay nhẹ nhàng đặt lên bàn, trên mặt tràn đầy đau khổ. Thấy vậy, Dương Diệp liền đặt hai cái phù lục của mình lên bàn, đi qua đó, nói Tiêu tiểu thư sao thế? Tiêu Ngọc Nhi cười cay đắng, nói thất bại rồi, ta quá căng thẳng. Dương huynh ngươi cũng thất bại sao? Không sao, có hai cơ hội, ngươi có thể thử lại lần nữa xem. Dương Diệp liếc nhìn tấm phù lục thất bại của Tiêu Ngọc Nhi, đang chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên ánh mắt hắn lại rơi xuống tấm phù chỉ kia lần nữa, nhìn một chút, hắn cầm tấm phù chỉ lên. Sau đó chỉ vào một đầu trên phù chỉ nói, Tiêu tiểu thư, ngươi bắt đầu phác thảo từ chỗ này hả? Tiêu Ngọc Nhi ngẩn ra, không biết vì sao Dương Diệp hỏi như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Thấy vậy Dương Diệp cười khổ nói, phương pháp của Tiêu tiểu thư sai rồi, ta biết một phương pháp rất tốt, chính là như thế này, ngươi bắt đầu từ chỗ này, sau đó. Tập trung lắng nghe, Tiêu Ngọc Nhi trợn tròn mắt lên. Chờ sau khi Dương Diệp nói xong nàng mới nói, loại phương pháp này có thể được thật sao? Dương Diệp gật đầu nói, ngươi có thể thử xem, có điều ta cảm thấy có thể được. Kỳ thực Dương Diệp lúc này cũng có chút xấu hổ, hắn hiện tại rốt cục biết vì sao hắn chế phù lại có xác suất và phẩm chất cao như vậy. Không hoàn toàn bởi vì thiên phú của hắn, mà chủ yếu chính là cái quyển cơ sở phù văn quyết mà Bảo Nhi đưa cho hắn kia. Dương Diệp bây giờ mới biết quyển sách đó quý báu như thế nào. Bởi vì bên trong đó có rất nhiều kinh nghiệm và giải thích của Gia Gia Bảo Nhi. Dương Diệp trước kia còn không có cảm thấy những kinh nghiệm và giải thích kia có gì đặc biệt, bây giờ hắn mới biết được, nếu như không có những kinh nghiệm và giải thích kia, hắn tuyệt đối không thể chế tạo ra được cường lực phù. Có những kinh nghiệm và giải thích kia hắn gần như không phải đi đường vòng nữa, bởi vì ở trong đó cái nào nên viết, cái nào không nên viết, đều được ghi ra vô cùng rõ ràng. Sau này có nên bắt một con tử điêu cho Bảo Nhi không nhỉ? Trong lòng Dương Diệp vừa xuất hiện ý nghĩ này thì tử điêu trong vòng xoáy đan điền nhỏ liền gửi cho Dương Diệp một ánh mắt đáng thương. An ủi tiểu gia hỏa một chút, Dương Diệp nhìn Tiêu Ngọc Nhi vẫn đang còn do dự, nói Tiêu tiểu thư, ngươi cứ thử đi, ta ở bên cạnh nhìn giúp ngươi một chút. Nghe được lời Dương Diệp nói, Tiêu Ngọc Nhi hít sâu một hơi, không do dự nữa, nói, được. Nàng cũng không biết tại sao lại tin tưởng Dương Diệp, có lẽ nàng tin tưởng Dương Diệp vì Dương Diệp nói cực kỳ tự tin, hoặc có lẽ là vì nàng đã không còn cách nào khác. Một phù văn chi đạo, con đường chế tạo phù văn. Hai, bác đại tinh thâm, rộng lớn, đa dạng. Ba, tam giáo cửu lưu, tam giáo gồm nho giáo, đạo giáo, Phật giáo, cửu lưu, nho gia, đạo gia, âm dương gia, mặc gia, nông gia, tung hoành gia, danh gia. Phật gia, tạp gia. Từ này ý chỉ đủ mọi loại người trong xã hội. Bốn, chỉ rũ phù, phù chữa trị. Từ bên này, đúng vậy, đừng ngừng lại, dẫn nó đi. Dương Diệp đứng bên cạnh Tiêu Ngọc Nhi, cả hai hết sức tập trung nhìn chằm chằm vào phù chỉ. Một khi Tiêu Ngọc Nhi xuất hiện sai sót, hoặc lác do dự thì hắn sẽ lập tức chỉ điểm cho nàng. Đối với thiếu nữ đã từng giúp đỡ hắn này, Dương Diệp cũng có chút hảo cảm. Cho nên thấy Tiêu Ngọc Nhi xuất hiện rắc rối, hắn không chút do dự giúp đỡ nàng. Dương Diệp chính là người như vậy, người khác đối với hắn như thế nào, hắn sẽ đối lại với người ta như thế ấy.
Tiêu Ngọc Nhi từ lúc đồng ý dùng phương pháp của Dương Diệp thì trong lòng lo lắng không yên, dù sao đây là cơ hội cuối cùng của nàng. Thế nhưng từ sau khi động bút, nàng ngạc nhiên phát hiện phương pháp Dương Diệp dạy nàng so với phương pháp của nàng tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt Dương Diệp ở bên cạnh chỉ dẫn, đối với nàng mà nói giống như là thể hồ quán đính, một bây giờ nàng rốt cục hiểu được nguyên nhân vì sao lúc trước luôn thất bại. Đồng thời trong lòng nàng cũng khiếp sợ, Dương Diệp đến tột cùng là thần thánh phương nào, những phương pháp và một số kỹ xảo này trước nay chưa bao giờ nàng thấy qua. Ngăn khiếp sợ trong lòng lại, Tiêu Ngọc Nhi chuyên tâm dựa theo phương pháp mà Dương Diệp mô tả. Dần dần, do Dương Diệp lo chỉ dẫn không chú ý, hai người càng lúc càng sát lại gần nhau, Dương Diệp có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể đối phương, có điều Dương Diệp cũng không làm gì quá mức, trái lại hơi nhích người qua một bên. Hắn xem thiếu nữ trước mắt là bạn, nếu đã là bạn thì hắn sẽ tôn trọng đối phương. Cử động nhỏ này của Dương Diệp bị Tiêu Ngọc Nhi chú ý tới, lập tức liếc mắt nhìn Dương Diệp, trong lòng có chút cảm kích, có chút ấm áp, đồng thời cũng có chút áy náy. Bởi vì ngay từ đầu nàng cho rằng Dương Diệp cố ý mượn việc chỉ dẫn để gần gũi nàng, sàm sỡ nàng, trong lòng khó tránh khỏi có chút không vừa lòng, thế nhưng cử động của Dương Diệp lúc nãy làm cho nàng biết đối phương là không cố ý. Điều này làm cho nàng có chút áy náy. Tiêu Ngọc Nhi nhanh chóng thu bút lại, hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện lên vẻ kích động, nhờ sự chỉ dẫn của Dương Diệp mà nàng đã phác thảo xong đường nét của thần hành phù, bây giờ cũng chỉ còn lại việc chú Linh nữa thôi. Từ từ mà làm, đừng khẩn trương, Dương Diệp cười khích lệ nói. Thấy Dương Diệp mỉm cười, Tiêu Ngọc Nhi trong nháy mắt cảm thấy hoảng hốt, trong lòng xuất hiện một loại cảm giác khác thường, có điều nàng nhanh chóng đè nén cảm giác đó xuống. Gật đầu với Dương Diệp, nàng hít sâu một hơi, sau đó lấy linh thảo dịch và huyền thú huyết ra để trên bàn đá, bắt đầu chú Linh. Liên quan tới chú Linh, trong quyển cơ sở phù văn quyết mà Bảo Nhi đưa cho hắn có rất nhiều kỹ xảo và phương pháp, cơ sở phù văn quyết hắn tất nhiên sẽ không cho Tiêu Ngọc Nhi, dù sao cái này Bảo Nhi đã dặn qua. Thế nhưng chỉ dẫn cho Tiêu Ngọc Nhi một chút hẳn là không có vấn đề gì. Có thành công trước đó. Lần này Tiêu Ngọc Nhi không còn hoài nghi lời nói của Dương Diệp nữa, hoàn toàn dựa theo phương pháp Dương Diệp nói để chú Linh. Chẳng biết từ lúc nào, Trương Đại Sư vốn đang ở trên ghế xuất hiện phía sau hai người, khi nghe những kỹ xảo và phương pháp mà Dương Diệp nói thì đôi mắt vốn đang mơ ngủ ngay lập tức sáng lên, trên tay ông ta nhanh chóng xuất hiện một quyển sách. Dương Diệp cảm giác được Trương Đại Sư đang ở phía sau hắn, chẳng qua hắn cũng không quan tâm tới. Bây giờ là thời điểm quan trọng của Tiêu Ngọc Nhi, lúc này không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm, không thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ mất. Thời gian từng chút trôi qua, một lúc lâu sau, Tiêu Ngọc Nhi nhanh tay thu bút lại, ngay lập tấm thần hành phù sáng rực lên. Nhìn thấy thần hành phù sáng lên, Tiêu Ngọc Nhi nhất thời thả lỏng một hơi, sau đó trên khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ vui mừng kích động, giống như là quá khích nên nàng ôm lấy Dương Diệp ngay bên cạnh, nói ta thành công rồi. Ta thành công rồi, ta thật sự thành công rồi, ta thật sự. Dương Diệp bị Tiêu Ngọc Nhi đột nhiên ôm lấy thì cứng đờ người ra, ngay khi hắn không biết làm thế nào thì Trương Đại Sư ở một bên đột nhiên kêu lên, vậy mà lại là thần hành phù trung phẩm, là trung phẩm. Nghe được Trương Đại Sư nói, Tiêu Ngọc Nhi cũng phục hồi tinh thần lại, vội vã buông Dương Diệp ra, trên mặt hiện lên mấy dạng mây đỏ, không dám nhìn Dương Diệp, thầm nghĩ, mất mặt quá rồi, mình vậy mà lại chủ động ôm một nam nhân. Trên mặt Dương Diệp không có gì khác thường, cười nói chúc mừng Tiêu tiểu thư. Nghe vậy Tiêu Ngọc Nhi ngẩng đầu lên nhìn Dương Diệp, khi thấy nụ cười trên mặt hắn thì trong lòng nàng lại được thả lỏng, dịu dàng mỉm cười với hắn, sau đó nhìn về Trương Đại Sư đang cầm tấm thần hành phù trung phẩm, nói Trương Đại Sư, thần hành phù của ta là trung phẩm thật sao? Nghe thấy Tiêu Ngọc Nhi hỏi, Trương Đại Sư ánh mắt lưu luyến không rời tấm phù lục trung phẩm nhìn về phía Dương Diệp. Ông ta nhìn chúng tất nhiên không phải là tấm phù trung phẩm này mà chính là phương pháp và kỹ xảo kia của Dương Diệp. Bản lĩnh của Tiêu Ngọc Nhi như thế nào ông ta biết rõ, có thể chế được phù hạ phẩm đã xem như là khả năng hết sức rồi. Mà bây giờ dùng phương pháp của tiểu tử trước mắt này lại có thể chế tạo ra phù trung phẩm. Nếu như có được phương pháp và kỹ xảo này hoàn chỉnh thì... Nghĩ vậy, Trương Đại Sư liền nói, tiểu tử, phù của ngươi đâu? Đưa ta xem. Dương Diệp gật đầu, sau đó đưa cường lực phù và truyền âm phù do mình chế tạo cho Trương Đại Sư. Khi nhìn thấy hai tấm phù lục của Dương Diệp thì cả người Trương Đại Sư hóa đá, một lúc lâu sau yết hầu Trương Đại Sư mới nhúc nhích,
giống như lạc mất hồn phách lẩm bẩm nói, sao có thể, hai tấm đều là thượng phẩm. Cũng khó trách Trương đại sư khiếp sợ như vậy, phù lục thượng phẩm không chỉ phải có huyền khí vô cùng tinh thuần, còn phải có phương pháp và kỹ xảo vô cùng cao siêu, ngay cả ông ta là địa phù sư mà chế phù lục thượng phẩm cũng khó thành nữa, vậy mà tiểu tử trước mắt này lại có thể chế tạo được, lại còn là hai tờ. Hắn là yêu nghiệt sao? Hắn còn là người sao? Tiêu Ngọc Nhi ở bên cạnh cũng vô cùng khiếp sợ, nàng không ngờ được hai tấm phù lục Dương Diệp chế lại đều là thượng phẩm. Trời ạ, phù lục thượng phẩm, từ khi nàng bắt đầu gia nhập nghề phù văn sư này thì chưa từng thấy phù văn sư nào chế tạo được. Mà bây giờ loại phù lục thượng phẩm này lại xuất hiện trước mắt nàng. Nhìn thấy bộ dạng khiếp sợ của hai người họ, Dương Diệp vuốt vuốt mũi, trong lòng thầm nói có cần phải khiếp sợ vậy không? Không phải chỉ là hai tấm phù thượng phẩm thôi sao? Nếu như Trương Đại Sư và Tiêu Ngọc Nhi biết được ý nghĩ này của Dương Diệp nhất định sẽ đánh hắn tới chết. Qua một hồi lâu, Trương Đại Sư mới do dự hỏi, tiểu huynh đệ, có thể nói danh tính sư phụ cho ta biết được không? Ta không có ý gì đâu, chỉ là bình thường muốn trở thành phù văn sư cũng cần phải có người giới thiệu, tất nhiên ngươi cho dù không có người giới thiệu thì cũng có thể trở thành phù văn sư. Nghe Trương Đại Sư hỏi, trong lòng Dương Diệp khẽ run lên. Hắn biết Trương Đại Sư rất có khả năng nhắm trúng những phương pháp và kỹ xảo kia của hắn. Sở dĩ lại hỏi danh tính sư phụ mình là muốn tìm hiểu lai lịch của mình, nếu như sư phụ mình không phải là nhân vật châu bò gì, hoặc là không có sư phụ, thì rất có thể Trương Đại Sư này sẽ hóa thân thành sói mất. Nghĩ vậy Dương Diệp trầm giọng nói, Trương Đại Sư, ta là đệ tử Kiếm Tông. Kiếm, đột nhiên Trương Đại Sư trợn to mắt, thất thanh nói, ngươi là đệ tử của Lâm Đại Sư. Nói xong ông ta lại nghi ngờ bảo, nhưng không phải Lâm Đại Sư chỉ có một đệ tử thôi sao? Đúng, không lâu trước kia ta còn gặp qua đệ tử kia, tên gì? Mí mắt Dương Diệp nhảy lên, biết đối phương đang thăm dò mình, lập tức bình thản nói, Bảo Nhi là sư tỷ của ta. Nghe được lời nói của Dương Diệp, Trương Đại Sư thở dài trong lòng, ông ta biết người thiếu niên trước mắt này thật sự là đệ tử của vị Lâm Đại Sư kia. Nếu như đối phương là đệ tử Lâm Đại Sư, vậy ông ta không thể có suy nghĩ khác được nữa rồi. Dương Diệp nhíu mày nói, Trương Đại Sư, không biết ta có được tính đã qua hay không, nếu như không tính thì tại hạ xin cáo từ. Nếu như là trước đó hắn chắc chắn sẽ không nói như vậy, thế nhưng bây giờ có tấm gia hổ sư phụ tiện nghi kia để níu, hắn không ngại níu một chút. Nghe được lời của Dương Diệp, Trương Đại Sư biết mình đã nhiều chuyện rồi, liền vội vã cười nói, tất nhiên là qua, tất nhiên là qua. Nói đến đây, ông ta nhìn Tiêu Ngọc Nhi đang có chút khẩn trương bên cạnh, do dự một chút sau đó nói, Ngọc Nhi cũng coi như thông qua, à, ta có một ý kiến, Ngọc Nhi, ngươi không có sư phụ, ta bây giờ cũng chưa có đệ tử, ta định nhận ngươi làm đệ tử quan môn, ngươi có bằng lòng không? Nghe vậy trong đầu Tiêu Ngọc Nhi đột nhiên nổ vang lên, hạnh phúc đến quá đột ngột. Một hồi lâu sau nàng mới hồi phục tinh thần lại, lập tức vội vàng làm lễ sư đồ với Trương Đại Sư, nói, Ngọc Nhi ra mắt sư phụ. Nói xong nàng liếc mắt nhìn Dương Diệp ở bên cạnh, nàng không ngốc, Trương Đại Sư đột nhiên nhận nàng làm đồ đệ, nguyên nhân hẳn là do Dương Diệp, có điều nàng cũng không quan tâm nữa, bởi vì từ nay về sau, nguy cơ của Tiêu gia nàng không chỉ có sẽ biến mất, mà trên phù văn chi đạo cũng sẽ có người chỉ điểm cho nàng. Nghĩ vậy Tiêu Ngọc Nhi lại liếc nhìn Dương Diệp lần nữa, thấy hắn mỉm cười nhìn mình thì lập tức thu hồi ánh mắt, không biết nghĩ tới cái gì mà khuôn mặt nàng chợt đỏ lên. Một thể hồ quán đính, từ trong Phật giáo, đại khái là truyền thụ trí tuệ khai sáng người khác. Đối với việc Trương Đại Sư đột nhiên nhận Tiêu Ngọc Nhi làm đồ đệ, Dương Diệp cũng có chút ngoài ý muốn, chẳng qua hắn nhanh chóng hiểu ra. Trương Đại Sư hẳn là vì hắn mới nhận Tiêu Ngọc Nhi làm đồ đệ, có lẽ nên nói là bởi vì vị sư phụ tiện nghi phía sau mình kia. Nghĩ vậy, Dương Diệp càng cảm thấy hiếu kỳ đối với vị sư phụ tiện nghi kia. Bởi vì sư phụ tiện nghi của hắn không chỉ có trưởng lão Kiếm Tông vô cùng kiêng kỵ, ngay cả phù văn sư trong thế tục cũng kiêng kỵ nữa. Chẳng lẽ là linh phù sư? Hay là thiên phù sư? Khi Dương Diệp đang suy nghĩ sâu xa thì Trương Đại Sư ôm hai bộ trường bào màu vàng đen và hai cái hộp nhỏ tới, đặt trên bàn đá, nhìn Dương Diệp và Tiêu Ngọc Nhi nói, đây là trang phục và huy hiệu phù văn sư của công hội chúng ta, nhớ kỹ, huy hiệu nếu không cẩn thận bị mất thì nhất định phải kịp thời làm lại. Nếu không công hội và Đại Tần Đế Quốc sẽ không thừa nhận thân phận phù văn sư của các ngươi đâu. Trương Đại Sư vừa nói xong,
Tiêu Ngọc Nhi đã vội vàng đi lên trước cầm lấy cái hộp thuộc về nàng mở ra, khi thấy trong đó có một huy hiệu nhỏ hình tròn, Tiêu Ngọc Nhi thét lên kinh hãi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trương Đại Sư, nói, sư phụ, đây là huy hiệu Phù Văn Sư nhị phẩm, con, nàng rất muốn hỏi có phải sư phụ nhầm không, nhưng tôn trọng Trương Đại Sư cho nên cũng không nói ra. Lúc này Dương Diệp cũng mở chiếc hộp của mình ra, trong hộp là huy hiệu hình tròn của Phù Văn Sư, lớn khoảng chừng hai ngón tay cái. Mặt chính của huy hiệu có khắc bốn ký tự như bốn chữ nhất y, Dương Diệp cũng có chút kinh ngạc, bởi vì đây là huy hiệu của Phù Văn Sư tứ phẩm. Lại vừa nghe được lời nói của Tiêu Ngọc Nhi, Dương Diệp cũng cảm thấy khó hiểu nhìn Trương Đại Sư. Thấy nét mặt nghi hoặc của hai người, Trương Đại Sư cười nói, lão phu không có nhầm đâu, Dương Tiểu Huynh Đệ là Phù Văn Sư tứ phẩm, Ngọc Nhi là Phù Văn Sư nhị phẩm. Nhìn thấy nét mặt của hai người càng thêm nghi hoặc, Trương Đại Sư lại giải thích tiếp. Công hội có quy định, khảo hạch phù lục dưới địa phù sư, nếu người được khảo hạch chế tạo ra phù lục trung phẩm thì quan chủ khảo có quyền tăng lên một cấp. Vậy chế tạo ra phù lục thượng phẩm thì sao? Dương Diệp hỏi, chế tạo ra phù lục trung phẩm có thể tăng cao một cấp, mà hai tấm thượng phẩm của hắn lại được đãi ngộ như trung phẩm, điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Nghe được lời nói của Dương Diệp, Trương Đại Sư cười khổ nói, theo đạo lý mà nói thì Dương Tiểu Huynh Đệ hoàn toàn có thể trở thành Phù Văn Sư ngũ phẩm, bởi vì kỹ thuật chế phù của Dương Tiểu Huynh Đệ chỉ sợ một số địa phù sư cũng không làm được. Sở dĩ Lão Phu chỉ cho Dương Tiểu Huynh Đệ tăng 2 cấp là vì Lão Phu chỉ có quyền hạn tăng 2 cấp thôi. Nếu như Dương Tiểu Huynh Đệ muốn huy hiệu Phù Văn Sư ngũ phẩm thì Lão Phu có thể xin với Tổng Bộ Công Hội, chỉ là sợ rằng cần phải mất một ít thời gian. Nghe vậy Dương Diệp nói, cảm ơn ý tốt của Trương Đại Sư, tứ phẩm hay ngũ phẩm với ta mà nói thì đều giống nhau thôi, không cần phiền Trương Đại Sư đâu. Đúng rồi, ta còn có việc, xin cáo từ trước. Nói xong Dương Diệp ôm quyền với Trương Đại Sư, sau đó xoay người đi ra cửa. Có được thân phận Phù Văn Sư, Dương Diệp tất nhiên không muốn ở lại đây nữa, hắn bây giờ muốn nhanh chóng chạy về An Nam Thành. Nhìn thấy Dương Diệp xoay người rời đi. Tiêu Ngọc Nhi một bên liền tranh thủ cất y phục và huy hiệu vào trong giới chỉ, sau đó hành lễ với Trương Đại Sư, nói, sư phụ, Ngọc Nhi đi tiễn Dương Huynh. Nói xong cũng không đợi Trương Đại Sư đáp lại đã vội vàng đuổi theo Dương Diệp. Thấy bộ dạng vội vã của Tiêu Ngọc Nhi, Trương Đại Sư giống như nghĩ đến chuyện gì đó, trên mặt hiện lên nụ cười rực rỡ, thấp giọng nói, nếu như hai đứa có thể thành một đôi thì ta đây chẳng phải thành thông gia với Lâm Đại Sư sao? Nếu như có thể có quan hệ với Lâm Đại Sư, sau này ta đi vào tổng bộ chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nói đến đây nụ cười trên mặt Trương Đại Sư càng thêm rực rỡ. Cười tại chỗ hồi lâu, Trương Đại Sư lại giống như nghĩ đến gì đó, vỗ mạnh vào đầu mình, sau đó vội vã chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói, đệ tử Lâm Đại Sư xuất hiện ở phân hội, ta phải nhanh truyền tin tức này đến tổng bộ mới được, Lâm Đại Sư hẳn là còn ở tổng bộ chưa quay về kiếm tông. Ngoài cửa, Tiêu Ngọc Nhi đang đuổi theo Dương Diệp, nhìn thấy Tiêu Ngọc Nhi đuổi theo, Dương Diệp có chút bất đắc dĩ, hắn tuy rất muốn chạy về An Nam Thành nhưng người ta cũng đã đuổi theo rồi thì hắn cũng không nên xoay người bỏ đi. Tiêu Tiểu Thư có việc gì sao? Dương Diệp hỏi. Tiêu Ngọc Nhi thi lễ với Dương Diệp, sau đó nghiêm sắc mặt nói, Dương Huynh, chuyện lần này Ngọc Nhi thật sự cảm ơn. Nếu như không có Dương Diệp, đừng nói Trương Đại Sư thu nàng làm đồ đệ. Ngay cả khảo hạch cũng có thể thất bại cả hai lần, đối với Dương Diệp nàng thật sự rất cảm kích. Tiêu Tiểu Thư không cần phải làm vậy, đây vốn chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa lúc trước nếu không có Tiêu Tiểu Thư đưa ta vào, đừng nói là khảo hạch, chỉ sợ ngay cả cửa ta cũng không vào được. Dương Diệp cười nói, đối với Dương Diệp mà nói thì đây quả thật chỉ là một việc rất nhỏ. Đương nhiên đây là bởi vì hắn có hảo cảm với Tiêu Ngọc Nhi. Tiêu Ngọc Nhi lắc đầu. Sau đó chân thành nói, sự chỉ bảo của Dương Huynh lúc trước đối với Dương Huynh mà nói có lẽ là việc rất nhỏ, nhưng đối với Ngọc Nhi thì nó giống như ơn tái tạo vậy. Mà sau này Dương Diệp Huynh gọi ta là Ngọc Nhi đi, kêu Tiêu Tiểu Thư xa lạ quá. Tiêu Ngọc Nhi biết rất rõ phương pháp và kỹ xảo lúc trước Dương Diệp dạy nàng chân quý như thế nào, từ việc sư phụ mình không tiếc hạ thấp thể diện để ghi nhớ lại là có thể thấy được. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn sắc trời. Phát hiện sắc trời đã muộn liền không muốn dài dòng nữa, nói, Ngọc Nhi cô nương, ta còn có chuyện khác, trước tiên xin cáo từ. Nói xong Dương Diệp bước nhanh rời đi. Sau khi lấy được thân phận Phù Văn Sư, Dương Diệp thật sự không muốn lãng phí thêm chút thời gian nào, hắn trở về muộn một phút, muội muội và mẫu thân hắn càng gặp nguy hiểm. Tiêu Ngọc Nhi lại đuổi theo Dương Diệp lần nữa,
sau đó lấy một miếng ngọc bội từ trong lồng ngực ra đưa cho Dương Diệp, nói, Dương huynh, đây là ngọc bội của ta, sau khi chuyện của huynh xử lý xong mong huynh đến Tiêu gia chơi một chuyến, để Ngọc Nhi cảm ơn huynh. Tiêu Ngọc Nhi cũng nhận ra Dương Diệp thật sự là có việc gấp, cho nên nàng buông tha ý định mời Dương Diệp đến Tiêu gia làm khách. Dương Diệp không từ chối, nhận lấy ngọc bội, nói câu cáo từ sau đó bước nhanh ra ngoài, nhưng mà hắn chưa đi được mấy bước đã bị cái tên Trương Hằng trông cửa lúc trước ngăn lại. Tiểu tử, không biết quy củ sao? Trương Hằng nhướng mày nói. Quy củ, Dương Diệp nhíu mày hỏi, hắn vừa tới phân hội phù văn sư, sao biết được ở đây có quy củ gì? Nghe được Dương Diệp nói, Trương Hằng cười nhạt một tiếng, nói tiểu tử, ngươi chưa từng nghe qua phí vào cửa với phí ra cửa sao? Vào cửa phải nộp phí vào cửa, đương nhiên ra cửa cũng phải nộp phí ra cửa, đừng nói nhiều, nhanh nộp đây. Mặc dù Tiêu Ngọc Nhi còn ở bên cạnh, nhưng gã tuyệt đối không sợ. Dù sao gã cũng thuộc về công hội phù văn sư, Tiêu gia sẽ không đối đầu với hắn. Đương nhiên nếu như Tiêu Ngọc Nhi khảo hạch thành công, trở thành một phù văn sư thì hắn tuyệt đối sẽ không đắc tội Tiêu Ngọc Nhi, thế nhưng đáng tiếc, Tiêu Ngọc Nhi không có thành công. Trương Hằng cho là như vậy. Vì sao gã lại cho là như vậy? Bởi vì phàm là phù văn sư khảo hạch thành công đi ra đều sẽ mặc trang phục và mang huy hiệu của phù văn sư. Thực ra hắn nghĩ cũng không sai. Thế nhưng lần này lại có chút ngoài ý muốn. Dương Diệp bởi vì trong nhà có chuyện nên không có hứng thú đổi y phục, mà Tiêu Ngọc Nhi muốn đi tạm biệt Dương Diệp nên cũng không thay trang phục và mang huy hiệu phù văn sư, cho nên tên kia tưởng rằng hai người đã thất bại. Nghe được lời nói của Trương Hằng, Dương Diệp híp hai mắt lại, nói, đây là quy củ của phù văn sư hay là quy củ của ngươi? Trước đó bởi vì Dương Diệp không cho Trương Hằng lợi ích gì nên gã không cho hắn đi vào. Trong lòng Dương Diệp có chút khó chịu nhưng cũng không nghĩ chỉ vì chút chuyện này mà đi tìm đối phương trả thù. Thế nhưng hắn không ngờ tới, cái tên trước mắt này lại còn đi tìm hắn gây phiền phức, lần này Dương Diệp có chút tức giận rồi. Nghe thấy Dương Diệp nói, trong mắt Trương Hằng lóe lên một ánh nhìn lạnh, lập tức thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi khỏi cần biết quy củ của ai, ta chỉ hỏi ngươi nộp hay là không nộp. Dương Diệp đang chuẩn bị lên tiếng thì Tiêu Ngọc Nhi đã đi tới trước mặt hai người. Không cần hỏi Tiêu Ngọc Nhi cũng biết xảy ra chuyện gì, nàng không nói nhiều lời, lấy ra hai viên năng lượng thạch đưa cho tên kia, nói, phí của huynh ấy ta trả. Nói xong Tiêu Ngọc Nhi xoay người nhìn Dương Diệp, ôn nhu nói, Dương đại ca huynh đi làm việc của huynh đi, không cần phải lãng phí thời gian vì chút chuyện này. Nghĩ tới mẫu thân và muội muội, Dương Diệp né giận trong lòng, gật đầu với Tiêu Ngọc Nhi rồi sau đó xoay người rời đi. Đứng lại! Khi Dương Diệp còn chưa đi được hai bước thì Trương Hằng lại hét lên. Thấy Trương Hằng còn muốn gây phiền toái, Tiêu Ngọc Nhi nhíu cặp lông mày lại, hiển nhiên nàng cũng thấy tức giận. Mà Dương Diệp lại giống như không nghe thấy lời tên kia nói, vẫn bước nhanh đi ra ngoài. Thấy Dương Diệp không thèm nhìn mình, trong mắt Trương Hằng lóe lên một đạo sát ý, thân hình lập tức khẽ động, đánh một quyền vào phía sau lưng Dương Diệp. Ngay khi Trương Hằng ra tay, Dương Diệp dừng bước lại. Sắc mặt cũng trở nên âm trầm, không chút do dự xoay người đánh lại một quyền vào nắm đấm của y. Nhìn thấy Dương Diệp trả đòn lại với mình, khóe miệng Trương Hằng hiện lên một nụ cười lạnh, làm hộ vệ ở công hội mấy năm nay, ngay cả người của một vài đại gia tộc ở Chiêu Dương Thành nhìn thấy gã còn phải khách khí, cho dù hắn là bạn của Tiêu gia thì thế nào. Hôm nay tự tay gã sẽ giết gà dọa khỉ. Nhìn thấy Trương Hằng lại trực tiếp ra tay, Tiêu Ngọc Nhi ở một bên hiện ra vẻ lạnh lùng trong mắt. Quay qua lão giả áo xám không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh nàng, nói quân lão, cứu Dương Diệp đi. Lão giả áo xám lắc đầu, không động thủ, chỉ cứ thế nhìn Dương Diệp. Nhìn thấy quân lão không chịu ra tay, Tiêu Ngọc Nhi nhất thời nôn nóng, đáng tiếc lại đã muộn, bởi vì nắm đấm của hai người đã đụng vào nhau. Rắc! Một tiếng xương gãy vang lên ở giữa sân, Tiêu Ngọc Nhi trong lòng kinh hãi. Đang chuẩn bị ra tay cứu người thì động tác kế tiếp của Dương Diệp làm cho nàng ngây ngốc tại chỗ. Ngay khi nắm đấm của gã đụng vào Dương Diệp, Trương Hằng thầm nghĩ trong lòng không ổn, biết mình đã khinh địch rồi, đáng tiếc đã muộn, xương cổ tay gã gãy ngay tại chỗ, Trương Hằng trong lòng kinh hãi, vội vã lùi về phía sau, ngay tại lúc gã vừa lùi lại, Dương Diệp nhanh chóng lao đến trước mặt gã, sau đó nhấc chân lên gối vào bụng Trương Hằng. Bụp! Lực lượng mạnh mẽ làm cho Trương Hằng bay ngược ra về phía sau mấy thước, đập mạnh xuống trên nền. Ngay khi gã vừa đứng lên thì Dương Diệp chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt gã, sau đó đá một cước vào vùng đan điền của Trương Hằng.
Đối với địch nhân, Dương Diệp sẽ không nương tay, nên giết thì giết, nên phế thì phế. Thấy Dương Diệp đá về hướng đan điền của mình, Trương Hằng trong lòng kinh hãi muốn chết, gã không ngờ tới lực lượng và tốc độ của thiếu niên trước mặt lại kinh khủng như thế, càng không ngờ tới hắn dám phế mình trước cổng công hội Phù Văn Sư, hắn chẳng lẽ không sợ công hội trả thù sao? Tốt xấu gì gã cũng là tiên thiên cảnh cho nên rất nhanh phục hồi tinh thần lại, sau đó dùng tay trái đánh một chưởng về phía nhất cước đoạt mệnh của Dương Diệp. Bùm! Trương Hằng bị một cước của Dương Diệp đá cho trượt trên đất lùi về sau mấy thước, sau đó đụng vào trên thềm đá. Dường như cảm nhận được gì đó, Trương Hằng không để ý trong lòng đang quay cuồng đảo lộn, vội vàng đứng dậy, đáng tiếc lại đã muộn, bởi vì Dương Diệp lại xuất hiện trước mặt gã lần nữa, sau đó đá một cước vào bụng gã giống như lúc trước. Ngươi dám! Vành mắt Trương Hằng như muốn nứt ra. Khóe miệng Dương Diệp hiện lên vẻ khinh thường, chẳng thèm tranh luận với Trương Hằng dám hay không dám, trái lại tăng lực lượng lên chân thêm vài lần. Đúng lúc này một lão giả áo xám đột nhiên xuất hiện giữa Dương Diệp và Trương Hằng, sau đó chặn lại một cước kia của Dương Diệp. Nhìn thấy lão giả áo xám đột nhiên xuất hiện, trong mắt Dương Diệp lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng mà lúc này hắn đã không thu chân về nữa, chỉ có thể để cho một cước của mình đá vào lão giả. Bùm! Dương Diệp thụt lùi tầm 10 bước, mà lão giả áo vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Hiển nhiên Dương Diệp rơi vào thế hạ phong. Nhìn lão giả áo xám vẫn đứng yên tại chỗ và cảm nhận được cảm giác tê nhức trên đùi, Dương Diệp trong lòng rùng mình, lực lượng phản lại mạnh thật, lão giả trước mắt ít nhất cũng là vương giả cảnh, thậm chí là cường giả linh giả cảnh. Nhìn Dương Diệp, quân lão chậm rãi nói, lực lượng tốt, tốc độ cũng không tệ, thế nhưng lực khống chế vẫn còn rất kém, lực khống chế kém thì đại biểu năng lực ứng biến cũng kém. Nếu như lúc nãy trong nháy mắt ngươi lùi về sau ta lao lên thì kết cục của ngươi cũng sẽ giống như người phía sau ta vậy. Dương Diệp trầm tư một lát, sau đó thi lễ với lão giả, nói, đa tạ, tiểu tử xin thụ giáo. Nhìn thấy thái độ khiêm tốn của Dương Diệp, quân lão khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Đệ tử tông môn bình thường đều là mấy tên tâm cao khí ngạo, tự cho là đúng, lão vốn cũng không muốn ngăn cản và chỉ điểm cho Dương Diệp. Nhưng nghĩ đến giao tình của Ngọc Nhi và Dương Diệp, lão không thể không ra tay. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy thái độ khiêm tốn của Dương Diệp, trong lòng cũng thấy có hảo cảm đối với hắn. Lúc này Tiêu Ngọc Nhi đi tới trước mặt Dương Diệp, áp chế khiếp sợ trong lòng lại, sau đó nói, Dương huynh, là ta bảo quân lão ra tay cản huynh lại, huynh không thể giết y được, bởi vì nếu giết y tại chỗ này, huynh không chỉ bị Đại Tần Đế Quốc truy cứu, ngay cả công hội Phù Văn Sư cũng sẽ truy cứu huynh. Có thể cuối cùng huynh vẫn không có chuyện gì, thế nhưng nhất định sẽ có phiền phức. Nghe vậy Dương Diệp hơi gật gật đầu, sau đó lạnh lùng liếc nhìn Trương Hằng sau lưng Tiêu Ngọc Nhi, thấy Dương Diệp nhìn về gã, Tiêu Ngọc Nhi giống như biết suy nghĩ của Dương Diệp, lập tức nói, Dương huynh yên tâm, Ngọc Nhi cam đoan với huynh sau này gã sẽ không xuất hiện trong Chiêu Dương Thành nữa, cũng sẽ không xuất hiện ở bất kỳ phân hội Phù Văn Sư nào nữa. Nghe được lời nói của Tiêu Ngọc Nhi, Dương Diệp không quan tâm tới gã kia nữa, hắn nhìn Tiêu Ngọc Nhi nói, lần này đa tạ Ngọc Nhi cô nương rồi, ngày khác nếu tới Chiêu Dương Thành, ta nhất định sẽ đi Tiêu gia bái phỏng, bây giờ ta còn có việc gấp, sau này gặp lại. Nói xong gật đầu với nàng rồi xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Dương Diệp, Tiêu Ngọc Nhi khẽ nói, trước kia ta có nghe nói phàm nhân cảnh chiến thắng tiên thiên cảnh, khi đó ta còn tưởng là phóng đại, không ngờ thế gian có thiên tài có thể lấy phàm nhân cảnh chiến thắng tiên thiên cảnh. Trước kia mình đúng là ếch ngồi đáy giếng. Quân lão đứng sau lưng Tiêu Ngọc Nhi nói, hắn rất mạnh, lúc nãy hắn chỉ dùng nắm đấm đã chiến thắng Trương Hằng, nếu như hắn dùng kiếm, sợ rằng lúc này Trương Hằng đã mất mạng rồi. Nghe thế Tiêu Ngọc Nhi trong lòng rùng mình, đúng vậy, chỉ có cầm kiếm đệ tử kiếm tông mới thật sự kinh khủng, mà lúc nãy Dương Diệp chỉ dùng tay không cũng chiến thắng Trương Hằng, không, phải nói là áp đảo Trương Hằng. Vậy nếu như Dương Diệp không dùng nắm đấm, mà dùng kiếm thì sao? Vậy chắc rất kinh khủng. Ngọc Nhi, con thật sự đã trở thành Phù Văn Sư rồi, hơn nữa Trương Đại Sư còn nhận con làm đồ đệ sao? Lúc này quân lão có chút khẩn trương hỏi. Tiêu Ngọc Nhi thu hồi tâm tư, gật đầu nói, lần này là nhờ có Dương huynh, nếu như không có huynh ấy, đừng nói Trương Đại Sư nhận con làm đồ đệ, ngay cả có thành Phù Văn Sư hay không còn không biết được, thật muốn cảm tạ huynh ấy, chỉ tiếc huynh ấy đang có việc gấp. Nhờ có hắn, quân lão khó hiểu hỏi. Tiêu Ngọc Nhi gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp rời đi, nói, huynh ấy là một Phù Văn Sư tứ phẩm đấy,
Hơn nữa sư phụ của huynh ấy ngay cả Trương đại sư cũng vô cùng kiêng kỵ, Trương đại sư thấy con và huynh ấy có quan hệ tốt với nhau nên mới nhận con làm đồ đệ. Hắn là Phù Văn sư tứ phẩm sao? Quân lão khiếp sợ. Tiêu Ngọc Nhi gật đầu. Thấy Tiêu Ngọc Nhi gật đầu, trong lòng quân lão tràn đầy chấn động, một lúc lâu sau lão mới hít sâu một hơi, nói, Ngọc Nhi, nhất định phải kết giao với người này. Nếu như lúc nãy thực lực chiến đấu của Dương Diệp làm cho lão khiếp sợ thì thân phận Phù Văn sư của Dương Diệp càng khiến lão chấn động hơn nữa. Một người có thực lực chiến đấu mạnh như vậy, lại còn là một Phù Văn sư, đây là yêu nghiệt sao? Tiêu Ngọc Nhi không muốn nói về chuyện này, nhìn về phía Trương Hằng đã đứng lên chậm rãi đi về phía công hội, nói quân lão, lúc nãy còn đáp ứng Dương Huynh, người xem. Nàng tuy rằng đáp ứng, thế nhưng ở Tiêu gia nàng không có quyền lên tiếng, ít nhất bây giờ không có. Quân lão liếc mắt nhìn Trương Hằng, nói, đương nhiên là làm cho hắn biến mất khỏi Chiêu Dương Thành rồi. Tuy rằng hắn có chút quan hệ với công hội Phù Văn Sư, nhưng với Tiêu gia ta mà nói thì còn không coi vào đâu cả, chỉ phiền phức một chút mà thôi. Nếu như Dương Diệp không phải là một Phù Văn Sư, lão có lẽ sẽ suy nghĩ một chút xem ra hay không ra tay với Trương Hằng, nhưng sau khi biết được thân phận của Dương Diệp, lão căn bản không cần lo nghĩ nữa. Nghe vậy Tiêu Ngọc Nhi gật đầu, sau đó xoay người đi về xe ngựa của Tiêu gia. Dương Diệp đi tới Duyệt Lai khách sạn tìm được Liễu Mã Nam, sau đó yêu cầu Liễu Mã Nam dẫn hắn đi tới truyền tống trận của Đại Tần Đế Quốc, Mã Nam đương nhiên không có cự tuyệt, vội vàng mang Dương Diệp đi tới đó. Dương Diệp không ngờ tới truyền tống trận trong thành thị lại cần 500 kim tệ và 10 viên năng lượng thạch, có điều cũng may hắn không thiếu mấy thứ này, dưới ánh mắt kinh ngạc của Liễu Mã Nam, Dương Diệp nộp 10 viên năng lượng thạch và 500 kim tệ, sau đó đi vào truyền tống trận thông tới An Nam Thành. Tần Đô, Tổng bộ Công hội Phù Văn Sư. Trong một gian phòng rộng rãi, mấy lão đầu mặc trường bào màu vàng sậm đang tranh luận kịch liệt. Ngay khi mấy lão đầu đang tranh luận chưa xong thì một thanh niên đi vào trong phòng khách, đi tới trước mặt một lão đầu lông mày đỏ như lửa, sau đó đưa ra một phong thư nói, Lâm lão, đây là quản sự phân hội ở Chiêu Dương Thành Trương Nguyên gửi thư cho ngài. Lão đầu được thanh niên gọi là Lâm lão lóe lên vẻ kinh ngạc trong mắt, nói Trương Nguyên. Lão phu không quen người này, có phải ngươi nhầm hay không? Thanh niên vội vàng nói, không có, đây là Trương Nguyên nhấn mạnh muốn giao cho Lâm lão. Nghe vậy Lâm lão nhướng mày, sau đó cầm lấy phong thư, khi thấy nội dung trong đó thì Lâm lão nhất thời đứng bật dậy, một tay vỗ xuống bàn, quát, nói đùa gì thế? Đệ tử của ta trừ một cháu gái ngoại còn có đệ tử nào hả? Tên khốn kiếp nào ăn gan hùm mật gấu lại dám bảo là đệ tử lão phu? Hắn muốn tìm đường chết à? Thấy Lâm lão nổi giận, mấy lão đầu còn đang tranh luận bên cạnh nhất thời dừng lại nhìn về phía Lâm lão. Một lão đầu tóc bạc ngồi đối diện Lâm lão hỏi, Lâm lão thất phu, sao thế? Lâm lão lại vỗ mạnh lên bàn một cái, tức giận nói, phân hội Chiêu Dương Thành có một tên đi khảo hạch Phù Văn Sư, sau đó nói với Trương Nguyên hắn là đệ tử của lão phu, mà cái tên Trương Nguyên lại còn tin nữa chứ, thật là tức chết lão phu mất. Nghe vậy mấy lão đầu đều nhướng mày, bọn họ cũng không ngờ có người lại dám giả mạo đồ đệ của Nguyên lão công hội Phù Văn Sư, hắn chẳng lẽ không sợ tất cả thế lực truy sát sao? Mà bọn họ càng không nghĩ tới Trương Nguyên kia còn tin tưởng đối phương nữa. Lập tức phái người đi Chiêu Dương Thành bắt kẻ giả mạo đệ tử lão phu về đây cho ta, lão phu rốt cuộc muốn xem là ai dám giả mạo. Đúng, còn có cái tên Trương Nguyên kia cũng giáng chức đưa đến nơi khác đi, lại có thể bị một thằng nhóc mười mấy tuổi lừa, thật sự là sống uổng phí mấy chục năm. Lâm lão quay qua phân phó thanh niên bên cạnh. Trước đó nhìn thấy Lâm lão tức giận, thanh niên này không ngừng thấp thỏm trong lòng. Bây giờ nghe được Lâm lão phân phó liền lập tức thi lễ rồi vội vàng chạy ra ngoài. Đợi đã, đúng lúc này, lão đầu tóc bạc ngồi đối diện Lâm lão đứng lên, nói, Lâm lão thất phu, việc này có chút kỳ quái, Trương Nguyên ta cũng biết, trước kia là đệ tử ký danh của ta, lão phu xem như cũng hiểu sơ về y không phải loại người không có đầu óc như vậy. Có chút kỳ quái, Lâm lão giận dữ nói, có gì kỳ quái hả? Các ngươi cũng không phải không biết lão phu chỉ có một cháu gái bảo bối, thằng nhóc kia rõ ràng là muốn lợi dụng tên tuổi lão phu để kiếm lợi, kỳ thực lão phu cũng có chút ngưỡng mộ sự can đảm của hắn, lại dám giả mạo đồ đệ lão phu, thực sự là rất can đảm đấy. Lâm lão thất phu, sửa cái tính nóng nảy của lão đi. Lúc này một lão đầu ngồi bên trái Lâm lão nói, việc này quả thực là có chút kỳ quái, nếu như đối phương vì muốn kiếm lợi,
dựa theo đó đối phương hẳn sẽ không đi phân hội khảo hạch làm gì cả, cùng lắm là dùng tên tuổi lão ở bên ngoài giả danh lừa bịp, nhưng nếu đối phương đi phân hội vậy thì hẳn sẽ không có chỗ gì tốt cả, Nam Vực còn không có ai dám khinh thường công hội phù văn sư chúng ta như vậy. Lão đầu tóc bạc ngồi đối diện Lâm lão cũng vội vàng nói, Hoàng lão thất phu nói có đạo lý, hơn nữa Trương Nguyên dù gì cũng là một phù văn sư địa phẩm, đối phương không có khả năng lừa gạt được y dễ như vậy. Nói tới đây, lão đầu tóc bạc nhìn về phía thanh niên kia nói, tra một chút tư liệu về thiếu niên kia. Thanh niên kia thi lễ với lão đầu tóc bạc, nói thân mạt trưởng lão, tư liệu và phù lục thiếu niên kia chế tạo đều đang ở trong phong thư. Nghe vậy lão đầu tóc bạc được gọi là thân mạt nhìn về phía Lâm lão vẫn đang tức giận nói, Lâm lão thất phu, xem tư liệu trong phong thư trước cái đã, nếu như lão xác định không nhận ra người này thì hãy phát lệnh truy nã. Nghe được lệnh truy nã, mí mắt của thanh niên bên cạnh Lâm lão giật giật, lệnh truy nã. Lại còn là lệnh truy nã của công hội phù văn sư. Ở Nam Vực, lệnh truy nã của Đại Tần Đế Quốc và Nguyên Môn cũng không kinh khủng bằng lệnh truy nã của công hội phù văn sư. Vì sao? Bởi vì thù lao lệnh truy nã của công hội phù văn sư cao đến dọa người, lại còn được Đại Tần Đế Quốc và 6 tông môn lớn ủng hộ. Dưới tình huống như vậy, căn bản sẽ không có người có thể tránh được lệnh truy nã của công hội phù văn sư. Còn xem gì nữa chứ? Lâm lão nói, lão phu có thể nói luôn cho các người biết, lão phu trừ Bảo Nhi ra căn bản không có nhận đồ đệ nào cả, nếu như lão phu nhận đồ đệ chẳng lẽ còn không thông báo cho các người chiếu cố một chút sao? Ta, thấy Lâm lão lải nhải, thân mạt vẫy tay, phong thư trên bàn trực tiếp xuất hiện trong tay của lão, lấy thư trong đó ra xem, sau đó thì thầm, Dương Diệp, 17 tuổi, người An Nam Thành, đệ tử Kiếm Tông. Hắn là đệ tử Kiếm Tông, Lâm lão cắt đứt lời của thân mạt, hỏi. Thân mạt gật đầu nói, trong thư nói hắn là đệ tử Kiếm Tông, hơn nữa còn là mới được thăng lên làm đệ tử ngoại môn. Lâm lão thất phu có biết hắn không? Lâm lão lắc đầu nói. Mặc dù lão phu ở Kiếm Tông, thế nhưng đối với chuyện của Kiếm Tông chẳng có chút hứng thú, trừ mấy tên phong chủ và túy lão đầu Vân Du bên ngoài, căn bản không có qua lại với bất cứ kẻ nào, càng miễn bàn đệ tử ngoại môn. Nghe vậy thân mạt cầm thư trong tay vứt qua một bên, sau đó nhìn thanh niên kia nói, phát lệnh truy nã, còn nữa, cách chức quản sự của Trương Nguyên, cho y tới Tần Đô. Thanh niên thi lễ với thân mạt, sau đó lại bước ra ngoài. Ồ! Đúng lúc này một lão đầu ngồi ở bên cạnh thân mạt nhìn về tấm phù lục trong phong thư, lão nhân kia cầm lấy phong thư sau đó lấy tấm phù ra, khi phát hiện phẩm chất của tấm phù thì kinh ngạc nói, là phù lục thượng phẩm. Ồ, lại còn là huyền khí kim thuộc tính trong ngũ hành huyền khí. Ồ, huyền khí thật tinh thuần. Ồ, thủ pháp chế tạo rất giống thủ pháp của Lâm lão thất phu. Nghe vậy đám lão giả tò mò đi tới bên cạnh lão nhân kia. Khi ánh mắt bọn họ rơi vào trên tấm bùa thì không rời ra được nữa. Phù lục thượng phẩm, thật sự là phù lục thượng phẩm. Huyền khí quả thật rất tinh thuần, chỉ sợ là huyền khí tiên thiên cảnh cũng không được như vậy. Thủ pháp này quả thực rất giống thủ pháp của Lâm lão thất phu, chỉ là có chút non tay, có điều ở tuổi này mà được như vậy đã coi như rất hiếm có rồi. Nghe được mọi người ngươi một câu ta một câu, Lâm lão cũng ngồi không yên được nữa, sau đó nhìn về phía tấm phù lục kia. Khi thấy đó là cường lực phù thượng phẩm thì đầu tiên trong lòng Lâm lão thấy kinh ngạc, sau đó lại nhíu mày, bởi vì thủ pháp này quả thật là thủ pháp của lão. Thấy Lâm lão đi tới xem phù, thân mạt tức giận nói, Lâm lão thất phu, lão còn nói không nhận ra hắn, lão xem đi, thủ pháp này không phải của lão sao? Lão phu hỏi ông, đùa giỡn mấy người lão phu như vậy được không hả? Nghe được lời của thân mạt, mọi người đều nhìn về phía Lâm lão. Trong mắt có thể thấy rõ sự khinh bỉ và giận dữ. Lâm lão cười khổ nói, thủ pháp này thật sự đúng là từ ta mà ra, nhưng mà ta thật sự không nhận ra thiếu niên tên Dương Diệp này, lão phu có cần phải lấy chuyện này ra đùa giỡn các ngươi không? Nghe Lâm lão nói, trong mắt thân mạt lóe lên một tia sáng, sau đó lại giả bộ tức giận nói, Lâm lão thất phu thật sự không nhận ra thiếu niên tên là Dương Diệp này. Lâm lão gật đầu. Thấy Lâm lão gật đầu. Vẻ mặt giận dữ của thân mạt biến mất không thấy đâu nữa, sau đó nói, nếu hắn không phải đồ đệ của Lâm lão thất phu ông thì lão thu có thể nhận hắn làm đồ đệ. Dù sao lão phu cũng chưa có đồ đệ. Vô sỉ. Lão phu không có đồ đệ, tiểu gia hỏa này lão phu thấy hợp, lão phu quyết định nhận hắn làm đệ tử, ai giành với ta sẽ đánh với người đó. Đánh với lão thì sao?
Lão Phu cũng không có đệ tử, Lão Phu cũng muốn thu hắn làm đồ đệ. Lúc này Thân Mạt nói, này, các người cứ từ từ mà giành nhau, Lão Phu không tham dự đâu, à, còn có chuyện chúng ta cãi nhau trước đó Lão Phu cũng mặc kệ, các người tiếp tục cãi nhau đi, Lão Phu đột nhiên nhớ ra còn có chút chuyện đi trước đây, nói xong Thân Mạt xoay người bước nhanh ra cửa. Mọi người đều sửng sốt, sau đó một lão giả đột nhiên nói, không xong rồi, lão ta muốn đi Chiêu Dương Thành tìm thiếu niên kia, cái tên Thân Thất Phu này xảo quyệt thật, Lão Phu quyết không để cái mầm tốt này rơi vào tay lão ta, nói xong cũng vội vàng đuổi theo. Mấy lão giả khác cũng hiểu ra liền vội vàng đuổi theo luôn, chỉ trong chốc lát trong phòng chỉ còn lại Lâm lão và một lão giả khác vẫn đang trầm ngâm. Thấy mọi người chạy nhanh như chớp ra ngoài, Lâm lão có chút mơ màng, đầu lão có chút rối loạn. Lâm Sơn, người vậy mà có thể hồ đồ rồi. Lúc này lão nhân ngồi ở chủ vị lên tiếng. Hậu lão có ý gì? Hậu lão lắc đầu nói, mọi người tranh giành thiếu niên kia làm đồ đệ, cũng không phải coi trọng hắn chế ra được phù lục thượng phẩm, mà là coi trọng thiên phú và tiềm lực của hắn. 17 tuổi có thể chế tạo ra phù lục thượng phẩm, thiên phú như vậy cho dù là toàn bộ phù văn sư ở công hội chúng ta cũng được xem là thiên tài, hơn nữa quan trọng nhất hắn chính là ngũ hành huyền khí. Đương nhiên cho dù là kim huyền khí trong ngũ hành huyền khí cũng sẽ không khiến cho bọn họ thất thố như vậy. Thế nhưng ngươi xem độ tinh thuần của ngũ hành huyền khí này, cái này ngay cả ở tiên thiên cảnh ta cũng chưa thấy qua được mấy người, mà hắn vẫn là phàm nhân cảnh, ngươi hiểu chưa? Nghe vậy Lâm Sơn cười khổ nói, khi bọn họ bỏ đi thì ta hiểu rồi, chỉ là trước đó Lão Phu đã nói không nhận ra thiếu niên kia, không còn mặt mũi đi chành với bọn họ nữa. Hậu lão mỉm cười. Sau đó nói, ngươi xem thủ pháp của thiếu niên này một chút, thủ pháp này tuyệt đối là xuất phát từ nhất mạch chúng ta, nhất mạch chúng ta có 4 người ta và cháu gái ta, ngươi và cháu gái ngươi, nhà đầu nhà ta không thể nào đi dạy cho người khác, hơn nữa cho dù có dạy thì cũng sẽ nói cho ta biết. Mà chính ngươi cũng không nhận ra thiếu niên này, vậy chỉ có một khả năng, thủ pháp này rất có thể là nhà đầu nhà ngươi đưa cho hắn, ngươi hỏi nhà đầu kia thử xem. Nghe được hậu lão nói, Lâm Sơn chợt tỉnh ngộ. Đúng rồi, mình sao lại quên con nhóc Bảo Nhi hay gây chuyện chứ? Lấy tính cách không sợ trời không sợ đất của nha đầu này, rất có thể đã truyền thủ pháp của sư môn ra ngoài rồi. Nghĩ vậy Lâm Sơn vội vàng lấy ra một tấm truyền âm phù cực phẩm, liên hệ với Bảo Nhi ở Kiếm Tông xa xôi. Khi mọi người ở đây đi Chiêu Dương Thành tìm Dương Diệp thì Dương Diệp đã xuất hiện ở An Nam Thành rồi. Vân Du cưỡi mây đi chơi. Lúc Dương Diệp đi đến An Nam Thành thì sắc trời đã tối, Dương Diệp chân không ngừng bước đi đến nhà mình, chỉ là lúc này trong nhà của hắn không có bất cứ ai cả. Nhìn thấy bên trong nhà đá trống không, Dương Diệp rùng mình, lẽ nào mẫu thân và muội muội đã bị Liễu gia bắt được. Nghĩ đến đây, gương mặt Dương Diệp lập tức trở nên dữ tợn, một luồng sát khí vô hình bạo phát ra từ trong cơ thể hắn. Ai? Dương Diệp đột nhiên biến mất ở trong phòng sau đó xuất hiện trước mặt một người đội đấu bồng đen không rõ diện mạo đang đứng ở ngoài cửa, ngay lúc hắn chuẩn bị đấm ra một quyền, người nọ vội vàng nói, Dương Huynh, là ta là Man Tử. Nghe vậy, Dương Diệp thu hồi khí thế, dừng động tác trong tay. Nhìn Man Tử đã cởi đấu bồng xuống, Dương Diệp nói, Man Tử, muội muội và mẫu thân của ta đâu? Nhìn Dương Diệp hai mắt đỏ vằn, Man Tử khiếp sợ không thôi. Thực lực của Dương Diệp thật sự là quá kinh khủng, gã cũng không thấy rõ Dương Diệp đến trước mặt mình thế nào. Nghe thấy câu hỏi của Dương Diệp, gã vội vã nói, Dương Huynh, ngày đó sau khi xảy ra chuyện kia, bọn ta sợ đối phương sẽ đến đây ra tay với muội muội và mẫu thân ngươi lần nữa, cho nên ta và muội muội ta đã chuyển người nhà của ngươi đến nơi khác. Còn ta thì ở đây chờ ngươi đến, bây giờ ngươi theo ta đi tìm bọn họ đi. Nghe thấy lời của Man Tử, Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Chỉ cần muội muội và mẫu thân không có việc gì là tốt rồi. Mau dẫn ta đi. Man Tử gật đầu, sau đó đội đấu bồng lên lại, dẫn theo Dương Diệp ra khỏi cửa. Trong một ngôi nhà đá phổ thông phía Nam An Nam Thành, Thanh Hồng đứng ở cửa nhà đá. Trên lưng nàng đeo một cây trường cung màu xanh sẫm, trong tay thì nắm một thanh chủy thủ đen bóng, vẻ mặt đề phòng. Bên trong nhà đá, bên một cái bàn đá, một tiểu cô nương 14-15 tuổi hai tay chống cằm. Ánh mắt nhìn chằm chằm ánh nến lay động không ngừng trước mặt mình, làm như đang suy nghĩ điều gì. Tấm cái áo khoác rộng khoác lên người tiểu cô nương, một người mỹ phụ cưng chiều xoa xoa đầu nàng, dịu dàng nói, tiểu giao, đi ngủ trước đi, hôm nay ca ca con sẽ không về kịp đâu.
Tiểu cô nương nghiêng người, xà vào lòng Mỹ Phụ, khẽ nói, mẫu thân, ca ca thực sự sẽ trở về sao? Mỹ Phụ mỉm cười, sau đó nói, con nói xem. Nếu như Diệp Nhi biết Giao Nhi có nguy hiểm, cho dù là không làm đệ tử kiếm tông, nó cũng sẽ trở về. Nghe vậy, tiểu cô nương cười ngọt ngào mà nói, tiểu Giao biết mà, ca ca là thương tiểu Giao nhất. Thế nhưng ca ca trở về có thể đánh bại mấy tên bại hoại của Liễu gia kia hay không? Liễu gia thật đáng ghét, vì sao luôn luôn muốn gây chuyện với nhà chúng ta chứ? Nghe nhắc đến Liễu gia, trong mắt Mỹ Phụ lóe lên lạnh lùng, bỗng nhiên, nàng ôm chặt tiểu Giao vào trong ngực, dịu dàng nói, yên tâm, mẫu thân sẽ không để cho Liễu gia làm hại con và Diệp Nhi, tuyệt đối sẽ không. Đúng lúc này, Mỹ Phụ bỗng nhiên quay đầu nhìn về ngoài cửa, chân mày nhíu lại. Trên nóc một căn phòng cách căn nhà đá không xa, bốn gã áo đen đang nhìn chằm chằm vào căn nhà đá bên dưới. Một gã áo đen trong đó quay đầu nói với gã áo đen cầm đầu, thiếu gia, ta đã dò thăm, muội muội và mẫu thân của tên Dương Diệp kia đang trốn bên trong nhà đá này. Về phần ba người bên cạnh họ thì là dòng binh trong Thanh Sơn Thành, chỉ là ta không biết tại sao ba người đó lại đến bảo vệ muội muội và mẫu thân của Dương Diệp. Tên cầm đầu chẳng phải ai khác, chính là Liễu Thanh Vũ. Lúc nhìn thấy Dương Diệp xông đến tầng 20, y liền biết, không thể không loại trừ Dương Diệp được nữa. Nếu không với ân oán giữa Dương Diệp và Liễu gia, Dương Diệp chẳng những không bỏ qua cho Liễu gia, mà càng là sẽ không bỏ qua cho y. Mà muốn giải quyết Dương Diệp, vậy chỉ thì phải Dương Diệp ra khỏi kiếm tông, mà muốn dẫn Dương Diệp đi ra chỉ có thể sử dụng muội muội và mẫu thân của Dương Diệp. Liễu Thanh Vũ trầm giọng nói, lát nữa chúng ta giải quyết ba dòng binh kia. Còn muội muội và mẫu thân Dương Diệp phải bắt sống, chỉ có còn sống Dương Diệp mới có thể dè chừng, mới có thể đi ra khỏi kiếm tông. Lúc này, một gã áo đen khác nói, Liễu sư huynh, ba dòng binh kia cũng không thành vấn đề, thế nhưng chỉ cần có chiến đấu, đội trị an an Nam Thành sẽ xuất hiện. Bọn họ vừa đến, e là chúng ta sẽ như lần trước, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Gã áo đen vừa nói chuyện này cũng là đệ tử kiếm tông, hơn nữa còn là người có thứ tự trên ngoại môn bảng. Sở dĩ gã đi đối phó người nhà Dương Diệp cùng với Liễu Thanh Vũ cũng là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì bình thường gã cùng một bọn với Liễu Thanh Vũ, lần này Liễu Thanh Vũ tới tìm gã căn bản không cách nào cự tuyệt, dù sao Liễu Thanh Vũ cũng đã giúp gã làm rất nhiều chuyện xấu xa. Không phải là gã không biết tiềm lực của Dương Diệp, nhưng đây chẳng qua là tiềm lực, dù sao Dương Diệp vẫn chỉ là mới có tu vi phàm nhân cảnh. Nếu như Liễu Thanh Vũ thực sự giải quyết được Dương Diệp, mà ở thời khắc mấu chốt này gã lại không đứng về phía y, vậy thì cuộc sống vậy sau này của gã chắc chắn là vô cùng khổ sở. Không chỉ mình gã, cả hai người áo đen bên cạnh cùng là đệ tử kiếm tông cũng nghĩ giống như vậy. Liễu Thanh Vũ mỉm cười nói, Trần Phong sư đệ yên tâm, thành chủ An Nam Thành đã bằng lòng hỗ trợ, nói cách khác, đêm nay đội hộ vệ của An Nam Thành sẽ không xuất hiện ở khu vực này. Chỉ là sau khi làm xong chúng ta phải xử lý hiện trường sạch sẽ là được rồi. Gã áo đen tên là Trần Phong cả kinh trong lòng, nói, thành chủ An Nam Thành bằng lòng hỗ trợ. Liễu huynh, Liễu gia của huynh hẳn là đã ra giá rất cao rồi. Nghe vậy, khóe miệng Liễu Thanh Vũ co rút một trận. Trần Phong nói không sai, vì để cho thành chủ An Nam Thành hỗ trợ lần này, Liễu gia của y quả thực đã trả giá lớn. Nhưng mà, nếu như có thể giải quyết Dương Diệp, một chút này vẫn đáng. Liễu huynh, nếu đội hộ vệ không xuất hiện, vậy thì đối phó mấy người kia căn bản không cần nhiều người như vậy, chỉ một mình Liễu huynh thôi cũng có thể giải quyết dễ dàng. Trần Phong trầm giọng nói. Liễu Thanh Vũ thản nhiên nhìn Trần Phong rồi nói, Trần huynh, ngươi nói quả thực có đạo lý, đợi ta tự mình động thủ các ngươi chỉ cần ngồi ở một bên giúp ta lược trận là được rồi. Ta cũng không muốn gặp phải sai lầm gì. Nghe thấy lời nói của Liễu Thanh Vũ, Trần Phong thầm mắng một tiếng cáo giả. Liễu Thanh Vũ đây là nhất quyết kéo mình theo. Nhưng mà lúc này gã cũng không tiện cự tuyệt hoặc là phản đối, nếu không đối phương nhất định sẽ trở mặt với gã. Một lát sau, Liễu Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn ánh trăng, sau đó nói, được rồi, hiện giờ đội hộ vệ An Nam Thành cũng đã bị điều đi, chúng ta động thủ. Nhớ kỹ, hai người kia nhất định phải bắt sống. Hiểu rõ. Dứt lời, bốn bóng người nhảy lên vài lần liền xông về phía căn nhà đá nọ. Liễu Thanh Vũ dẫn đầu đi tới trước nhà đá. Y vừa đứng xuống đất, một mũi tên màu xanh sẫm đã vùn vụt bắn đến trước mặt y. Nhìn mũi tên xé gió mà đến này, khóe miệng Liễu Thanh Vũ nhếch lên khinh thường, sau đó tay vung lên, mũi tên lập tức tiêu tán trong không trung.
tiếp theo thân hình y chấn động, một cước đá về phía bụng của Thanh Hồng. Thanh Hồng cả kinh, nàng muốn tránh né thế nhưng tốc độ của Liễu Thanh Vũ thật sự là quá nhanh, nàng hoàn toàn không thể tránh khỏi. Ngay khi Liễu Thanh Vũ sắp đá trúng Thanh Hồng, một bóng người quỷ mị xuất hiện ở phía sau Liễu Thanh Vũ, một vệt hàn quang quét xuống sau gáy Liễu Thanh Vũ. Cảm nhận được chủy thủ sau lưng, khóe miệng Liễu Thanh Vũ vẫn lộ vẻ vô cùng khinh thường, thu hồi một cước đá về phía Thanh Hồng, y xoay người đá vào chân Tiểu Hắc. Phanh! Ngay khi chủy thủ của Tiểu Hắc chỉ cách cổ Liễu Thanh Vũ vài phân, thân hình Tiểu Hắc bay ngược ra ngoài, ầm ầm rơi xuống đất. Mà lúc này, Thanh Hồng đã lùi về trong nhà đá, một mũi tên nhắm vào Liễu Thanh Vũ, đồng thời trong lòng nghi ngờ tự hỏi, tại sao đội hộ vệ An Nam Thành còn chưa xuất hiện? Đúng vậy, thông thường nếu như trong thành xuất hiện tranh đấu của huyền giả, đội hộ vệ cũng sẽ xuất hiện trước tiên, lần trước cũng là như vậy. Thế nhưng lần này bọn họ đã giao thủ vài hiệp, xung quanh lại vẫn yên tĩnh, ngay cả cái bóng của đội hộ vệ cũng chẳng thấy đâu. Người đang chờ đội hộ vệ sao? Liễu Thanh Vũ chậm chậm đi về phía Thanh Hồng, cười lạnh nói, bọn họ sẽ không xuất hiện. Nghe vậy, Thanh Hồng rùng mình, lúc đầu nàng vẫn chỉ là nghi ngờ, bây giờ nghe Liễu Thanh Vũ nói như vậy, chút hy vọng may mắn trong lòng nàng đã mất sạch. Nếu như đội hộ vệ không xuất hiện, nàng căn bản không thể chống lại mấy tên áo đen trước mắt này, phải làm sao đây? Nghĩ đến cảnh tượng trước kia khi Dương Diệp đưa cho nàng tấm cường lực phù thượng phẩm kia, Thanh Hồng hít sâu một hơi rồi nói, muốn bắt bọn họ thì phải bước qua xác của ta. Bên dưới lớp khăn che mặt, Liễu Thanh Vũ nhếch miệng cười tàn nhẫn mà nói, ta sẽ làm vậy. Vừa nói thân hình y đã động, nháy mắt đi đến trước mặt Thanh Hồng, sau đó một quyền đánh về phía đầu của Thanh Hồng. Mấy kẻ này hoàn toàn không đáng để y xuất kiếm. Nhìn thấy đối phương nháy mắt đã đến trước mặt mình, Thanh Hồng cười cay đắng, chênh lệch giữa mình và đối phương thật sự là quá lớn. Vèo, một bóng người bay ngược ra ngoài. Kẻ bay ra ngoài không phải là Thanh Hồng, mà là Liễu Thanh Vũ. Nhìn người mỹ phụ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trước mặt mình, Thanh Hồng đầu óc trống rỗng. Đùa gì thế, cường giả tiên thiên cảnh lại bị người mỹ phụ này vung tay hất thẳng ra ngoài. Tiểu Giao đứng bên cạnh cũng mở to đôi mắt trong veo mẫu thân, gương mặt đầy vẻ khó tin. Về phần mấy gã áo đen vốn đang trợ trận phía sau Liễu Thanh Vũ càng là ngây ra như phỗng, như là đã hóa đá. Khục, Liễu Thanh Vũ không màng đến cơn nhộn nhạo trong ngực, y chậm chậm đứng dậy, nhìn vào người mỹ phụ, hai mắt tràn đầy sợ hãi. Là một thiên tài xếp hạng 19 trên ngoại môn bảng, y tự nhận cho dù là gặp phải một vài trưởng lão ngoại môn thì cũng có thể đánh được mấy chiêu, thế nhưng vừa rồi, đừng nói là đánh trả, ngay cả đối phương xuất thủ thế nào y cũng không nhìn thấy. Đối phương là cường giả linh giả cảnh ư. Nghĩ đến đây, thân thể Liễu Thanh Vũ cũng bắt đầu run rẩy. Mỹ phụ nhàn nhạt nhìn Liễu Thanh Vũ, sau đó ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng phía trên bầu trời, buồn bã nói, ta chỉ là muốn một cuộc sống yên tĩnh mà thôi, một cuộc sống yên tĩnh mà thôi. Trong giọng nói bà mang theo bất đắc dĩ vô cùng rõ ràng. Đúng lúc này, Dương Diệp và Man Tử chạy đến, nhìn thấy tình cảnh trong sân, Dương Diệp và Man Tử đều sửng sốt. Rất nhanh thì Dương Diệp phục hồi tinh thần lại, sau đó cổ tay vung lên, trường kiếm xuất hiện ở trong tay, chuẩn bị giải quyết mấy tên áo đen trước mắt. Diệp Nhi, để cho bọn họ đi đi. Đúng lúc này, Mỹ Phụ lên tiếng. Mặc dù Dương Diệp có chút không cam lòng, thế nhưng cũng không dám ngỗ nghịch mẫu thân. Hắn lập tức hít sâu một hơi, thu hồi trường kiếm, sau đó đi về phía mẫu thân. Nghe thấy lời nói Mỹ Phụ, Liễu Thanh Vũ cùng với mấy gã áo đen cũng hồi phục tinh thần. Sau đó lập tức không dám ở lại nữa, xoay người nhảy lên vài lần liền biến mất trong màn đêm. Lúc này sợ hãi trong lòng Liễu Thanh Vũ thật khó có thể hình dung bằng ngôn ngữ nữa. Ông trời ơi, phụ thân của y lại muốn cưới cường giả linh giả cảnh làm tiểu thiếp. Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Vũ túa mồ hôi lạnh cả người. Đây đúng thật là sắc đảm bao thiên, một trong truyền thuyết. May mà Mỹ phụ kia muốn trôi qua một cuộc sống yên tĩnh. Bằng không e rằng Liễu gia sớm đã không còn tồn tại. Liễu sư huynh, việc này huynh đệ ta không tham dự nữa, cáo từ. Đúng lúc này, Trần Phong nói với Liễu Thanh Vũ một câu, sau đó xoay người vọt đi về một hướng khác. Liễu sư huynh, ta cũng cáo từ. Một đệ tử kiếm tông khác rời đi. Nhìn thấy hai người rời đi, Liễu Thanh Vũ hử lạnh một tiếng, tuy rằng y bất mãn trong lòng nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản.
Dù sao hiện giờ bọn họ có thể nói là đã đắc tội cường giả linh giả cảnh. Mặc dù hình như đối phương không truy cứu thế nhưng ai dám cam đoan đối phương sẽ không đổi ý chứ. Cho nên muốn giữ mạng thì cũng chỉ có thể chạy về kiếm tông, chỉ có về tới kiếm tông mới có thể không cần hãi sợ mỹ phụ kia. Thiếu gia, ngài xem. Gã áo đen còn lại không có cách nào chạy trốn được, bởi vì hắn là cung phụng của Liễu gia, hắn và Liễu gia là có vinh cùng vinh, có tổn cùng tổn. Tuy rằng không có cách nào chạy trốn, thế nhưng không có nghĩa là hắn không sợ, dù gì đây cũng là cường giả linh giả cảnh. Liễu Thanh Vũ trầm giọng nói, không sao cả, bà ta đã nói bà ta chỉ muốn qua một cuộc sống yên tĩnh. Ngươi trở về nói chuyện xảy ra lúc nãy cho phụ thân ta biết, cha ta biết nên làm như thế nào. Vậy còn thiếu gia ngài? Ta phải về kiếm tông, ta nhất định phải về kiếm tông, bởi vì ta và nhi tử của bà ta có một ước định luận võ. Nếu như biết được, khó mà đảm bảo rằng bà ta không diệt trừ ta trước, dù sao thì hiện giờ con của bà ta mới chỉ là phàm nhân cảnh, mà ta đã là tiên thiên tam phẩm. Thế nhưng, không nhưng nhị gì cả, ngươi làm theo lời ta là được. Vâng. Tần Đô. Trong một gian phòng bao xa hoa, một người mỹ phụ ngồi khoanh chân trên giường đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó thấp giọng nói cuối cùng ngươi cũng phải xuất thủ rồi sao? Nói xong, mỹ phụ bỗng nhiên đứng lên. Sau đó đi khỏi căn phòng, nói với một nữ tử xinh đẹp đang đứng ở cửa phòng, triệu tập bách hoa vệ, Phượng Ngọc xuất hiện ở An Nam Thành, lập tức đi đến An Nam Thành. Vâng, Phượng Vũ trưởng lão. Trong nhà đá, Mỹ Phụ đưa tay vuốt ve gương mặt thanh tú của Dương Diệp, ánh mắt đầy dịu dàng mà nói, hai năm, không ngờ Diệp Nhi đã trưởng thành thành một nam tử Hán. Dương Diệp trong mắt cũng ươn ướt, hai năm, rốt cuộc mình đã trở về. Hồi lâu sau. Hắn hỏi, mẫu thân, người thật sự là một huyền giả ư? Dương Diệp vẫn chưa thể tiếp nhận chuyện mẫu thân của mình là một siêu cường giả. Dù sao thì sống cùng nhau vài chục năm, trong lòng Dương Diệp Mỹ Phụ đều là có hình tượng ôn nhu hiền lành, và lại còn không hay gây chuyện, hình tượng này biến đổi đột nhiên. Mỹ Phụ gật đầu, sau đó kéo Tiểu Giao bên cạnh vào lòng, xoa xoa đầu nàng mà nói, ta sẽ nói cho con và Tiểu Giao nghe tất cả chuyện của ta. Nghe thấy lời của Mỹ Phụ, ba người Thanh Hồng vốn ngồi gần đó cùng nhìn nhau, sau đó vội vàng lui ra khỏi nhà đá. Nhìn thấy ba người rời khỏi nhà đá, Mỹ Phụ mới chậm rãi nói, trước kia ta là một đệ tử nội môn của Bách Hoa Cung. Trong một lần vô tình, ta quen biết với phụ thân của các con, ta với phụ thân của các con yêu nhau, sau đó ta rời khỏi Bách Hoa Cung. Bách Hoa Cung, Dương Diệp cả kinh, hai tay không kiềm được mà siết chặt lại. Đối với Bách Hoa Cung vang danh thiên hạ, tuy rằng Dương Diệp không biết nhiều, thế nhưng hắn cũng từng nghe nói qua, dù sao Bách Hoa Cốc một siêu thế lực chỉ đứng sau Nguyên Môn. Bách Hoa Cốc chỉ thu nữ đệ tử, hơn nữa Bách Hoa Cốc còn có một quy định chứ danh, quy định này chính là một khi gia nhập Bách Hoa Cung sẽ không nói chuyện yêu đương, càng không thể kết hôn. Một khi người nữ đệ tử nào phạm vào điều quy định này, cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển đều sẽ bị Bách Hoa vệ của Bách Hoa Cung bắt trở về. Xử phạt bằng hình phạt cực kỳ tàn khốc. Cho nên khi nghe Mỹ Phụ trốn ra khỏi Bách Hoa Cung vì người phụ thân mà mình còn chưa từng gặp mặt, Dương Diệp không khỏi bắt đầu khẩn trương lên. Mẫu thân, Bách Hoa Cung chính là thế lực không cho người ta thành thân đó sao? Tiểu Giao nhẹ giọng hỏi. Mỹ Phụ gật đầu nói, chính là thế lực đó. Sở dĩ ta giấu giếm thực lực của mình 20 năm qua cũng vì tránh né sự đuổi bắt của bọn họ. Đáng tiếc, đêm nay ta vẫn là ra tay rồi. Ta nghĩ hiện giờ bọn họ cũng đang trên đường truy đuổi đến An Nam Thành. Cho nên, Diệp Nhi và Tiểu Giao, hai con nhất định phải nhanh chóng rời khỏi An Nam Thành, nếu không sẽ không còn kịp nữa. Dương Diệp đứng lên nói, mẫu thân, trước đây con chưa bao giờ hỏi người về chuyện liên quan đến phụ thân. Hiện giờ con muốn hỏi người một câu, phụ thân rốt cuộc là vẫn còn sống hay là đã bị Bách Hoa Cung hạ độc thủ. Nghe thấy Dương Diệp nói hai chữ phụ thân, Mỹ Phụ cứng đờ cả người. Gương hiện lên vẻ đau đớn. Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt mẫu thân, ánh mắt Dương Diệp lóe lên, hắn lạnh giọng nói, mẫu thân, phụ thân thật sự đã chết trong tay Bách Hoa Cung sao? Mỹ Phụ lắc đầu nói, không phải, phụ thân con chưa chết, chỉ là... Nói chung chuyện này con đừng hỏi nữa. Nghe lời của ta, bây giờ con hãy mang Tiểu Giao rời khỏi An Nam Thành đi, mục tiêu của bọn họ là ta, chỉ cần tìm được ta, bọn họ sẽ không tìm các con nữa. Cho dù muốn tìm được các con cũng không học công pháp của Bách Hoa Cốc, bọn họ cũng chẳng thể nào tìm được.
Dương Diệp lắc đầu nói, có đi thì cùng đi. Mẫu thân không đi, con cũng sẽ không đi. Tiểu Giao cũng sẽ không đi. Tiểu Giao cũng kiên quyết nói. Người bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, không nghe lời của ta nữa sao? Mỹ Phụ có chút tức giận, dường như cảm thấy mình có hơi nặng lời. Bà nhẹ giọng lại, Diệp Nhi, con nghe lời ta, con mang theo Giao Nhi đi đến Kiếm Tông. Với tư chất của Giao Nhi, Kiếm Tông hẳn là sẽ thu nhận. Chỉ cần hai huynh muội các con ở trong Kiếm Tông, người Bách Hoa Cốc chắc hẳn cũng sẽ không đi kiếm chuyện với các con. Dương Diệp không nói gì. Hiểu con không ai bằng mẹ, làm sao Mỹ Phụ không biết ý nghĩ của Dương Diệp. Bà lại nói, Diệp Nhi, chỉ cần con và Tiểu Giao có thể bình an, cho dù mẫu thân bị bắt quay về Bách Hoa Cung cũng không tiếc. Thế nhưng nếu như con nhất thời hành động theo cảm tính hại chết mình và Tiểu Giao, ta có chết cũng không nhắm mắt. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Mỹ Phụ mà nói, mẫu thân, sở dĩ con nỗ lực trở nên mạnh mẽ chính là vì muốn bảo vệ người và Tiểu Giao. Nếu như người không còn nữa, cho dù con là trở thành người mạnh nhất Nam vực lại còn ý nghĩa gì. Tóm lại, con sẽ không đi, bọn họ muốn mang người đi nhất định phải bước qua xác của con. Mẫu thân, con cũng sẽ không đi, Tiểu Giao phải vĩnh viễn ở bên cạnh mẫu thân và ca ca. Gương mặt non nớt của Tiểu Giao tràn đầy kiên định. Đứa nhỏ ngốc, hai đứa nhỏ ngốc này. Mỹ Phụ ôm Dương Diệp và Tiểu Giao vào trong lòng, gương mặt đã tràn đầy nước mắt. Một màn thật cảm động lòng người, nếu như mẹ con các ngươi đã tình thâm như vậy, vậy thì cũng không cần đi nữa, cùng đi đến tuyệt tình nhai của Bách Hoa Cung ở thêm vài thập niên là được rồi. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng không chứa bất cứ tình cảm nào truyền vào trong nhà đá. Nghe thấy giọng nói này, Dương Diệp và Mỹ Phụ đều biến sắc. Dương Diệp đứng bật lên. Trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, muốn mang mẫu thân của hắn đi, trước phải bước qua xác hắn. Mỹ Phụ cười cay đắng, nói, nên đến cuối cùng là vẫn đến. Nói xong, bà kéo Dương Diệp và Tiểu Giao đi ra khỏi nhà đá. Ngoài nhà đá chẳng biết lúc nào đã xuất hiện 5 người phụ nữ mặc váy hoa màu lam nhạt. Nơi ngực trái của 5 người phụ nữ này đều có ấn một đóa hoa tươi đẹp không biết tên là gì. Đóa hoa trông rất sống động. Tỏa ra hào quang lóng lánh ở dưới ánh trăng. Nhìn ký hiệu này, Dương Diệp biết, 5 người này chính là người của Bách Hoa Cung, mà 3 người Thanh Hồng vốn đang gác ngoài cửa cũng đã nằm trên mặt đất. Thấy 3 người còn hô hấp, Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, chỉ là hôn mê mà thôi. Mẫu thân Dương Diệp nhìn người phụ nữ dẫn đầu kia, trong mắt thoáng qua chút phức tạp, bà nói, Phượng Vũ, không ngờ ngươi lại gia nhập Bách Hoa vệ. Người phụ nữ tên là Phượng Vũ nhếch miệng cười lạnh. Nói, đúng vậy, ngươi không nhớ sao? Trước đây thiên phú của ngươi vượt xa ta, nếu không phải ngươi vì gã nam nhân kia mà rời khỏi Bách Hoa Cốc, hiện giờ e rằng thành tựu của ngươi đã vượt xa ta bây giờ. Nhưng mà đáng tiếc, Phượng Tiên Tử năm đó lại cam lòng sa ngã, phản bội Bách Hoa Cung vì một gã nam nhân, thế cho nên đến hiện giờ vẫn còn là linh giả nhị phẩm. Nghe vậy, Dương Diệp dùng mình, người phụ nữ trước mắt này lại còn quen biết với mẫu thân mình, nhưng lại hình như có ân oán. Thật không ổn. Mẫu thân Dương Diệp lắc đầu nói, chuyện năm đó ta không muốn nói nữa. Phượng Vũ, nể tình chúng ta từng là đồng môn, ta cầu xin ngươi một việc, tha cho hai đứa con của ta. Kẻ trái với cung quy là ta, bọn chúng không liên quan. Chỉ cần ngươi buông tha cho chúng, ta sẵn sàng hồi cung với ngươi. Phượng Vũ nhìn Dương Diệp và Tiểu Giao, sau đó nói, Phượng Ngọc, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Dựa theo cung quy. Bọn chúng phải cùng ngươi hồi cung với ta mà tiếp nhận xử phạt. Về phần ngươi muốn về cung hay là không, đó chẳng còn là do ngươi nữa rồi. Bọn chúng vô tội, Phượng Ngọc trầm giọng nói. Phượng Vũ cười lạnh một tiếng, là con của ngươi thì không vô tội. Kỳ thực ta thật không hiểu nổi, gã nam nhân đó có gì tốt. Ngươi lại vì hắn mà phản bội Bách Hoa Cung. Đừng nói với ta là tình yêu gì đó, nếu như hắn thực sự yêu ngươi, hắn không nên quấy rầy ngươi. Càng không nên mang ngươi đi. Cũng không cần nói với ta là hắn không biết quy định của Bách Hoa Cung. Gương mặt Phượng Ngọc lộ vẻ đau đớn, một lát sau, bà lắc đầu nói, chuyện trước kia ta không muốn nói nữa. Phượng Vũ, nể tình đồng môn, ta cầu xin ngươi để cho hai đứa con của ta rời đi đi. Không thể nào, Phượng Vũ trầm giọng nói, ta cự tuyệt không phải là vì ta đố kỵ với ngươi, ta thừa nhận trước đây ta quả thật đố kỵ với ngươi. Thế nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng của ngươi bây giờ, ta đã không còn ghen tị nữa, bởi vì ngươi bây giờ đã không đáng để ta ghen tị. Sở dĩ ta cự tuyệt, ngươi hẳn là biết rõ,
cung quy của Bách Hoa Cung không phải là ngươi hoặc là ta có thể thay đổi và làm trái. Bọn chúng phải trở về cùng tiếp nhận xử phạt với ngươi. Phượng Ngọc còn muốn nói cái gì, lúc này Dương Diệp nhìn mẫu thân của mình, sau đó quỳ xuống mà nói, mẫu thân, không cần cầu xin bà ta nữa. Con trai vô năng, tuy không thể bảo vệ được người và muội muội nhưng vẫn có thể làm được cùng sinh cùng tử với hai người. Giao Nhi cũng muốn cùng sinh cùng tử với mẫu thân và ca ca. Giao Nhi sẽ không rời xa mẫu thân, Tiểu Giao ghì lấy tay Phượng Ngọc, kiên định nói. Hai hàng nước mắt trong suốt lại lần nữa chảy ra từ trong đôi mắt của Phượng Ngọc. Bà kéo Dương Diệp và Tiểu Giao vào trong ngực, nói, là ta vô dụng, là ta không có năng lực bảo vệ cho các con, là mẫu thân vô dụng. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt vài người phụ nữ kia thoáng qua chút phức tạp, nhưng rất nhanh sau đó liền bình tĩnh lại. Tuy rằng bọn họ rất đồng tình với ba người trước mắt, thế nhưng cung quy Bách Hoa Cung không ai dám làm trái, bọn họ lại càng không dám. Phượng Vũ nét mặt bình tĩnh, trong mắt không chút dao động. Đúng như lời bà ta nói, trước kia bà ta thật sự đố kỵ với Phượng Ngọc, phải nói hàng đệ tử lót chữ Phượng đều đố kỵ Phương Ngọc. Bởi vì khi ấy, Phượng Ngọc được xưng là Phượng tiên tử của Bách Hoa Cung, bất kể là thực lực hay là thiên phú đều vượt xa mọi người. Mặc kệ bọn họ cố gắng thế nào cũng chẳng thể tranh nổi. Khi đó, thế hệ trẻ của Bách Hoa Cung chính là thiên hạ của Phượng Ngọc. Đương nhiên, đố kỵ thì đố kỵ, khi ấy bọn cũng không dám đắc tội Phượng Ngọc. Phải biết rằng, khi đó Phượng Ngọc chính là đối tượng được tông môn toàn lực bồi dưỡng, tông môn cần dựa vào nàng để tranh đoạt Thanh Vân Bảng. Nhưng đáng tiếc, người đệ tử mà Bách Hoa Cung toàn lực bồi dưỡng này lại vì một gã nam nhân mà phản bội Bách Hoa Cung. Việc này làm cho cung chủ cùng với các trưởng lão khi đó tức nổ phổi. Cũng chính là vì như thế, cho dù chuyện đã qua lâu như vậy, Bách Hoa Cung vẫn phát lệnh truy nã Phượng Ngọc. Nghĩ đến kết cục của Phượng Ngọc khi quay về Bách Hoa Cung, Phượng Vũ thở dài trong lòng. Không thể phủ nhận, lúc đầu bà ta chủ động yêu cầu truy đuổi theo Phượng Ngọc là muốn nhìn xem thử bộ dạng sa sút của Phượng Ngọc. Hiện giờ bà ta đã nhìn thấy rồi, Phượng Ngọc đã chẳng còn phong thái năm đó. Thực lực càng kém xa bà ta, theo đạo lý mà nói, bà ta hẳn phải rất vui vẻ, chỉ là vì sao mình chẳng những mất hứng mà còn có chút cảm giác bi thương chứ. Chẳng lẽ cung quy thật sự quá mức vô tình? Nghĩ đến ý niệm này, Phượng Ngọc dùng mình, vội vàng xóa sạch ý nghĩ này ra khỏi đầu. Sau đó bà ta nhìn về phía ba mẹ con Dương Diệp mà nói, Phượng Ngọc, đi thôi. Dương Diệp xoay người nhìn Phượng Vũ, hít sâu một hơi, sau đó huyền khí bắt đầu dâng trào trong cơ thể. Dương Diệp hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, càng sẽ không trơ mắt nhìn mẫu thân mình trở về chịu cung quy xử phạt gì đó. Hắn biết hắn không phải là đối thủ của năm người trước mắt, phải nói cho đúng là không phải đối thủ của bất cứ người nào trong năm người này cả. Thế nhưng vậy thì sao? Sau lưng hắn là mẫu thân và muội muội, cho dù trước mặt hắn là cường giả thánh giả cảnh, hắn cũng muốn rút kiếm. Thật có dũng khí, nhưng mà cũng không biết tự lượng sức mình. Nhìn Dương Diệp, Phượng Vũ lạnh nhạt nói. Biết đâu được. Dứt lời, thân thể Dương Diệp đã biến mất ngay tại chỗ, trường kiếm mang theo từng tiếng xé gió đâm về phía Phượng Vũ. Dương Diệp không chút nào giữ lại, cũng không dám giữ lại. Hắn không biết người trước mắt này có cảnh giới thế nào, thế nhưng hắn biết, thực lực của người này tuyệt đối là không kém huyết thủ và Tô Thanh Thi trước kia. Hắn cũng biết lần này là không tự lượng sức, cũng biết lúc này xuất kích hắn rất có thể sẽ bị đối phương nháy mắt giết chết. Thế nhưng như vậy thì sao? Vì người thân, đừng nói là chết, cho dù là hồn phách vĩnh viễn không nhập luân hồi hắn cũng không oán không hối. Tốc độ và sức mạnh của Dương Diệp làm cho Phượng Vũ có hơi bất ngờ, không chỉ Phượng Ngọc, ngay cả vài người phụ nữ sau lưng Phượng Vũ cũng hơi bất ngờ. Bởi vì phàm nhân cảnh có thể đạt được trình độ như vậy, ở Bách Hoa Cung cũng là thuộc về siêu thiên tài. Tốc độ không tệ, sức mạnh cũng không tệ. Dứt lời. Phượng Vũ vung tay phải về phía Dương Diệp. Một cơn kình phong thổi đến trên người Dương Diệp, thân thể Dương Diệp lập tức bay ngược ra sau. Nhưng mà thanh kiếm trong tay Dương Diệp lại như tên rời cung, hóa thành một vệt kim quang chói lọi, trực tiếp xuyên thấu qua dòng kình phong, sau đó đâm thẳng vào Phượng Vũ. Lần này Phượng Vũ cũng không còn là bất ngờ mà đã là chấn kinh rồi. Bà ta không ngờ chiêu này của Dương Diệp lại có thể ác liệt như thế, trực tiếp đâm xuyên qua kình phong của bà ta. Tuy rằng cơn kình phong kia chỉ là do bà ta tiện tay vung lên, thế nhưng dù sao bà ta cũng cường giả linh giả cảnh bát phẩm. Theo đạo lý mà nói, cường giả linh giả cảnh tùy tiện vung tay, ngay cả tiên thiên cảnh cũng không thể chống cự nổi.
đỡ lấy Dương Diệp bị Phượng Vũ đánh bay, nhìn thấy trường kiếm trong tay Dương Diệp đâm xuyên qua Kình Phong, trong mắt Phượng Ngọc cũng hiện lên một chút khiếp sợ. Hiển nhiên bà cũng không ngờ kiếm của Dương Diệp có thể xuyên qua Kình Phong của Phượng Vũ. Trước đây bà để cho Dương Diệp đi kiếm tông, ngoại trừ để cho Dương Diệp có năng lực sinh tồn ở Nam Vực ra thì còn là vì sự truy đuổi của Bách Hoa Cung. Nhưng mà bà thật không ngờ, Dương Diệp lại có thực lực cường hãn như vậy. Không thể để nó bị bắt đi Bách Hoa Cung. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Phượng Ngọc liền làm ra quyết định. Đương nhiên, lúc trước bà cũng không muốn để cho Dương Diệp đi Bách Hoa Cung, chỉ là hiện giờ ý nghĩ này càng thêm kiên quyết. Phải biết rằng, đi Bách Hoa Cung rồi, cho dù Dương Diệp có thể giữ mạng, cuộc đời sau này cũng sẽ bị Bách Hoa Cung khống chế, bà không muốn để cho con mình trở thành nô tài của Bách Hoa Cung. Vèo, Phượng Vũ lại lần nữa tùy ý vung tay lên, thanh trường kiếm kia của Dương Diệp lập tức bắn ngược ra, sau đó đâm thẳng về phía Dương Diệp, chỉ là tốc độ kia nhanh hơn Dương Diệp không biết bao nhiêu lần. Nhìn thấy trường kiếm đến nhanh như điện, Phượng Ngọc cau mày, ngay khi bà muốn xuất thủ thì tốc độ của trường kiếm kia cũng chậm lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tốc độ trường kiếm càng ngày càng chậm, cuối cùng, trường kiếm như là dạo bước đi đến trước mặt Dương Diệp. Nhìn trường kiếm trôi nổi trước mặt Dương Diệp, ánh mắt Phượng Vũ lóe lên, làm như nghĩ đến điều gì, ánh mắt bà ta chợt đầy sát khí, hiển nhiên là tiềm lực và thực lực của Dương Diệp làm cho bà ta cảm nhận được uy hiếp. Dùng ý niệm khống chế trường kiếm, Dương Diệp chuẩn bị xuất kích một lần nữa, mà đúng lúc này, giọng nói của Phượng Ngọc đột nhiên vang lên trong lòng hắn, Diệp Nhi, con không phải là đối thủ của ả, đợi ta thi triển bí pháp kiềm chân ả, con mang tiểu giao quay về kiếm tông. Ta biết con không sợ chết, cũng biết con không muốn để cho ta theo bọn họ trở về chịu tội. Thế nhưng bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính, núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt. Chỉ cần con còn sống thì ta còn có hy vọng. Ngay lúc Dương Diệp chuẩn bị nói tiếp, Phượng Ngọc lại mở miệng, lần nữa huyền khí truyền âm cho hắn, nếu như con cự tuyệt, ta sẽ lập tức chết trước mặt con. Hai mắt Dương Diệp đỏ vằn, gương mặt lộ vẻ đau đớn, lòng như dao cắt. Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Giao đang ghì chặt lấy tay Phượng Ngọc. Nói cho cùng, Tiểu Giao vẫn còn nhỏ, tuy rằng không muốn rời xa mẫu thân nhưng cả gương mặt đều tái nhợt và đầy sợ hãi. Nhìn thấy Dương Diệp thống khổ như vậy, Phượng Ngọc rất không đành lòng, nhưng mà bà chẳng còn cách nào khác. Bà biết tính cách của con trai, nếu như không ép buộc nó như vậy, cho dù là giết nó cũng sẽ không bỏ lại người nhà mà chạy trốn. Nhìn thấy Phượng Ngọc với Dương Diệp dùng huyền khí truyền âm, Phượng Vũ nhướng mày, trầm giọng nói, các ngươi là muốn tự mình đi theo chúng ta hay là ta cưỡng ép bắt bọn ngươi đi? Diệp Nhi, ta bị bắt trở về cũng sẽ không bị xử tử ngay lập tức, chỉ cần sau này con có thực lực là có thể đến Bách Hoa Cung cứu ta. Nếu như con cũng bị bắt về như ta, vậy thì ta chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Cho nên, coi như là vì mẫu thân, con phải sống cho tốt, được chứ? Nhìn thấy Dương Diệp đang giằng vặt lưỡng lự, Phượng Ngọc lại lần nữa huyền khí truyền âm. Để lại cho Dương Diệp một chút hy vọng. Dương Diệp siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào trong thịt da, biểu cảm trên mặt đã vặn vẹo lên. Hắn hận, hận vì sao hắn lại không có thực lực, nếu như hắn có thực lực, cho dù mẫu thân làm trái với cung quy gì kia thì sao? Thế nhưng hắn lại không có thực lực. Nhìn thấy Phượng Ngọc còn đang huyền khí truyền âm, Phượng Vũ trầm giọng nói, bắt chúng lại. Nghe thấy lời của Phượng Vũ, bốn người sau lưng bà ta lập tức hành động. Bao vây ba người Dương Diệp. Nhìn thấy đám người Phượng Vũ động thủ, Phượng Ngọc biến sắc, ném Tiểu Giao đang ở bên cạnh mình cho Dương Diệp rồi nói, mang Tiểu Giao đi, ta chở con đến cứu ta. Dứt lời, một luồng khí thế kinh khủng tràn ra từ trong cơ thể Phượng Ngọc. Tức thì, vô số đóa hoa lóng lánh biến ảo từ huyền khí trong nháy mắt xuất hiện. Khi những đóa hoa như tuyết hoa này xuất hiện, tại đây lập tức vang lên những tiếng xẹt xẹt làm ra đầu người ta phải tê dại. Tiếng động đó chính là âm thanh không khí bị hoa tuyết cắt nát. Nhìn thấy những đóa hoa này, Phượng Vũ mặt mày trắng bệch, thất thanh nói, bách hoa tàn, Phượng Ngọc ngươi lại dám thi triển cấm thuật, người điên rồi sao? Nói đoạn, Phượng Vũ cùng với bốn người còn lại vội vàng thi triển thân pháp lui về phía sau. Phượng Ngọc không để ý đến Phượng Vũ mà là quay đầu quát lên với Dương Diệp ở sau lưng mình, đi mau, con thực sự muốn ta tự sát trước mặt con sao? Dương Diệp nhanh chóng dập đầu lại Phượng Ngọc ba cái, sau đó ôm lấy Tiểu Giao, xoay người chạy như bay về phía cửa thành. Mẫu thân, chờ con, người nhất định phải chờ con. Nghe thấy những lời này của Dương Diệp,
Trên gương mặt tái nhợt của Phượng Ngọc lộ ra một nụ cười, sau đó bà điên cuồng vận chuyển huyền khí trong cơ thể, khống chế những đóa hoa lóng lánh kia tràn về phía nhóm người Phượng Vũ. Hiện giờ chuyện bà có thể làm chính là cố gắng hết sức cầm chân nhóm người Phượng Vũ, tranh thủ thêm chút thời gian để Dương Diệp chạy thoát thân. Cấm thuật Phượng Ngọc thi triển ra quá mức kinh khủng, thanh thế tạo thành cũng là cực kỳ kinh người, vì vậy cho nên tất cả huyền giả ở An Nam Thành đều phải kinh hãi. Thế nhưng không một ai dám đến quan sát, ngay cả đội hộ vệ của An Nam Thành cũng không dám. Bởi rằng thanh thế như thế, ít nhất cũng là cường giả linh giả cảnh mới có thể tạo ra được, tính tình của cường giả đến cấp bậc này đều có chút quái dị, nếu như bọn họ đến xem, không chừng đối phương sẽ tiện tay kết liễu cả bọn họ. Sau một hồi lâu, tất cả yên tĩnh trở lại, Phượng Ngọc mệt nhoài ngồi trên đất, mái tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt chẳng còn chút máu, bên khóe miệng còn có một vệt đỏ tươi. Thi triển cấm thuật, căn cơ bị tổn thương, không chỉ cảnh giới hạ xuống mà sau này không thể tăng lên được nữa, đáng giá sao? Phượng Vũ nhìn Phượng Ngọc ngồi mệt nhoài trên đất, trầm giọng nói. Phượng Ngọc nở một nụ cười kỳ lạ rồi nói, nếu như ngươi cũng có con, ngươi sẽ biết đáng giá hay không? Phượng Vũ hừ lạnh một tiếng, đời này ta sẽ không có con. Ngược lại là ngươi, trước là vì gã nam nhân kia mà trốn ra khỏi cung, vứt bỏ tiền đồ của mình, hiện giờ lại vì tiểu tử kia mà thi triển cấm thuật. Hơn nữa ngươi còn vì ba kẻ này mà vĩnh viễn chịu nỗi khổ bị âm phong dày vò dưới đáy vực Đoạn Tình Nhai, thực sự đáng giá sao? Phượng Ngọc không nói gì, chỉ nhìn về hướng Dương Diệp trốn đi. Bà rất muốn nói với Phượng Vũ rằng, trên đời này có rất nhiều chuyện chẳng cần phải đáng giá mới nên làm, thế nhưng bà không nói, bởi vì bà biết một người từ nhỏ đã lớn lên trong Bách Hoa Cung như Phượng Vũ sẽ không hiểu. Hiện giờ bà chỉ quan tâm Dương Diệp có thể an toàn trở về Kiếm Tông hay không thôi. Dường như biết ý nghĩ của Phượng Ngọc, Phượng Vũ hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng nhìn về phương hướng mà Dương Diệp trốn chạy rồi nói, thành thật mà nói, thực lực và tiềm lực của con ngươi rất tốt. Cũng không kém chút nào so với một số thiên tài thế hệ trẻ của Bách Hoa Cung, ngày sau nếu có thể trưởng thành tựu chắc chắn bất phàm. Nhưng mà đáng tiếc, ta sẽ không để cho nó trưởng thành. Cho nên, ta quyết định tự mình đuổi giết nó. Phượng Ngọc không nói gì, vẫn chỉ nhìn về phương hướng Dương Diệp chạy trốn. Chuyện bà có thể làm đều đã làm, hiện giờ chỉ có thể xem tạo hóa của Dương Diệp mà thôi. Phượng Vũ, khống chế ả, sau đó đi phủ thành chủ bàn giao với thành chủ. Nói đây là chuyện nội bộ của Bách Hoa Cung ta là được. Ta đi đuổi giết tiểu tử kia, các ngươi không cần chờ ta, sau khi bàn giao xong với thành chủ An Nam Thành thì lập tức trở về Bách Hoa Cung đi. Nói xong câu này, thân hình Phượng Vũ đột nhiên biến mất ở phía xa, sau đó khi xuất hiện lại đã là cách ngoài mười mấy trượng. Bên ngoài An Nam Thành, dưới ánh trăng, Dương Diệp ôm tiểu giao ngồi ở trên lưng sói xám, để cho sói xám tăng tốc đến cực hạn. Trên lưng sói xám, sắc mặt Dương Diệp u ám, hai mắt đỏ vằn. Lúc này hắn vô cùng hận, ngoại trừ hận Bách Hoa Cung ra thì còn là còn hận chính mình, hận mình vì sao không có thực lực. Nếu như hắn có thực lực, mẫu thân cũng sẽ không vì hắn mà thi triển cấm thuật gì đó. Nếu như hắn có thực lực, thì hắn đã có bảo vệ cho tiểu giao và mẫu thân, nếu như hắn có thực lực. Đúng vậy, nếu có thực lực, tất cả mọi chuyện đã phát triển theo ý muốn của hắn. Thế nhưng hắn không có. Hắn chỉ là một gã huyền giả phàm nhân cảnh. Ở trước mặt những bách hoa vệ kia, ngay cả sức đánh trả hắn cũng chẳng có. Ta phải trở nên mạnh mẽ, ta muốn dưới trời cao, trên đại địa này, không ai có thể nắm trong tay vận mệnh của Dương Diệp ta và người thân. Ta muốn tất cả quy tắc và phép tắc trong trời đất này đều không thể ràng buộc được ta và thân nhân của mình. Trên lưng sói, Dương Diệp siết chặt tay, kiên định nói. Từ giờ khắc này bắt đầu. Mục tiêu của Dương Diệp đã trở nên rõ nét. Trước đây mục tiêu của hắn chỉ là muốn để cho mẫu thân và muội muội có cuộc sống tốt. Thế nhưng chuyện đêm nay làm cho Dương Diệp biết, mục tiêu nhìn như vô cùng đơn giản này kỳ thực là xa không thể với. Muốn thực hiện mục tiêu này, hắn phải có thực lực bất chấp cả cung quy của Bách Hoa Cung, nếu không, mục tiêu này của hắn chỉ là một ý nghĩ buồn cười. Trên lưng sói, tiểu giao con người vào trong lòng Dương Diệp, rụt rè nói, ca ca. Mẫu thân sẽ có chuyện gì sao? Chuyện tối nay nói thật là quá mức rung động với nàng. Đầu tiên là mẫu thân ở chung nàng vài chục năm lắc mình biến thành siêu cường giả trong truyền thuyết, sau đó lại có những cường giả trong truyền thuyết trước đây chỉ nghe qua mà chưa từng thấy đến bắt nàng cùng với ca ca và mẫu thân mà nàng thân thiết nhất. Một loạt biến cố làm nàng vừa sợ hãi vừa phẫn nộ.
Bởi vì ở trong ấn tượng của nàng, từ trước đến giờ mẫu thân đều chưa từng tức giận, mặc kệ người ta thế nào, mẫu thân đều là ôn tồn nhã nhặn, hơn nữa mẫu thân còn không bao giờ làm chuyện phạm pháp. Người tốt như mẫu thân vậy, tại sao những người kia lại muốn bắt bà ấy? Dựa vào đâu mà muốn bắt mẫu thân chứ? Từ thời khắc này trở đi, ở sâu trong nội tâm tiểu cô nương trước nay ngây thơ hồn nhiên chôn xuống một mầm móng thù hận. Nghe thấy câu hỏi của Tiểu Giao, Dương Diệp ôm chặt Tiểu Giao trong ngực, dịu dàng nói, yên tâm, mẫu thân không có việc gì, mẫu thân đã nói với ca ca, người nói người sẽ không có chuyện gì, còn nói đợi sau này thực lực ca ca lớn mạnh rồi sẽ đi cứu mẫu thân. Thật vậy sao? Tiểu Giao hỏi. Ca ca ngươi nói thật đấy. Đúng lúc này, giọng nói của Phượng Vũ lại lần nữa xuất hiện trong tai hai huynh muội Dương Diệp. Nghe thấy thế, Dương Diệp cả kinh trong lòng. Hắn ngẩng đầu lên, chẳng biết từ lúc nào Phượng Vũ đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu bọn họ. Dưới ánh trăng, Phượng Vũ lơ lửng trên không trung, ở sau lưng bà ta có một đôi cánh chim do huyền khí biến ảo thành. Phượng Vũ sắc mặt âm u, hai mắt nhìn chằm chằm vào U Minh Lang mà Dương Diệp đang cưỡi, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. U Minh Lang chỉ có thực lực huyền giả cửu phẩm, theo đạo lý mà nói huyền thú cấp bậc này sẽ không thể làm cho bà ta thất thố, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có hai tên nhân loại ngồi trên lưng của U Minh Lang này. Ở Nam Vực, bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, quan hệ của huyền thú và nhân loại không quá gay gắt, nhưng tuyệt đối không thể nói là giao hảo được. Công bằng mà nói, đó chính là không qua lại với nhau, đương nhiên, nếu có nhân loại dám một mình bước vào bên trong Thập Vạn Đại Sơn, đây chắc chắn là có đi mà không có về. Đồng dạng như vậy, nếu có huyền thú dám một mình bước vào thế giới loài người thì cũng sẽ bị mổ bụng lấy đan. Mà hiện giờ, một con huyền thú cửu giai vốn nên xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn lại có thể để cho nhân loại cưỡi lên, còn lại là một huyền giả phàm nhân cảnh. Điều này làm cho Phượng Vũ nghi ngờ đồng thời khiếp sợ đến suy nghĩ cũng hơi rối loạn. Phượng Vũ hít sâu một hơi, đè nén kinh hãi trong lòng, ánh mắt bà ta lóe sát khí, nghĩ thầm tiểu tử này không thể giữ lại, nếu không, cho dù là chẳng uy hiếp được Bách Hoa Cung thì ngày sau trưởng thành cũng là một phiền toái không nhỏ. Cảm nhận được sát khí phát ra từ trên người Phượng Vũ, Dương Diệp dùng mình, sau đó nói với con trồn tía bên trong vòng xoáy đan điền của mình, tiểu tử kia, tuy rằng ta không biết ngươi rốt cuộc là một tồn tại thế nào, thế nhưng ta biết ngươi chắc chắn có lai lịch bất phàm, đợi một lát nữa ngươi hãy trốn đi. Nếu như ngươi có năng lực mà nói, ngươi thay ta mang muội muội ta đi, còn nếu không có, ngươi cứ trốn đi đi. Với năng lực của ngươi, bà ta chắc hẳn là không bắt được ngươi đâu. Dương Diệp tin tưởng vào năng lực chạy trốn của trồn tía, phải biết là người áo đen trước kia còn mạnh hơn nữ nhân trước mắt không biết bao nhiêu lần, thế nhưng người áo đen đó cũng không thể bắt được trồn tía, nữ nhân này thì khỏi cần phải suy nghĩ. Bên trong vòng xoáy đan điền, trồn tía chớp chớp đôi mắt, không lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ là cặp móng nho nhỏ đã hiện ra ánh sáng màu tím nhàn nhạt. Tại sao bà lại muốn bắt mẫu thân của bọn ta? Nhìn thấy Phượng Vũ bay trên không, Tiểu Giao có hơi sợ hãi nhưng vẫn lên tiếng hỏi. Phượng Vũ không trả lời, trái lại là hỏi Dương Diệp, tại sao huyền thú cửu giai lại theo ngươi, đừng nói với ta nó là thú cưng của ngươi. Ở Nam Vực, một vài quý tộc thích nuôi thú cưng, nhưng những con thú cưng này phần lớn đều là dưới ngũ phẩm, hơn nữa là loại huyền thú vô cùng ngoan ngoãn, còn loại huyền thú cửu giai, hơn nữa còn có sức chiến đấu dũng mãnh như U Minh Lang, bà ta chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe bao giờ. Bách Hoa Cung sẽ xử trí mẫu thân ta như thế nào? Dương Diệp hỏi một đằng đáp một nẻo. Phượng Vũ không trả lời, ngược lại cho ra điều kiện, nói cho ta biết tại sao ngươi có thể khống chế con huyền thú cửu giai này, ta có thể không giết ngươi mà cho ngươi làm hoa nô của Bách Hoa Cung. Ngươi trả lời vấn đề của ta trước đi. Dương Diệp nhìn Phượng Vũ mà nói. Phượng Vũ nhướng mày, trong lòng có chút không vui, thế nhưng nghĩ đến phương pháp Dương Diệp khống chế huyền thú, bà ta đành thỏa hiệp. Ngươi yên tâm, Bách Hoa Cung sẽ không xử tử ả, chắc là sẽ nhốt ả ở đáy vực Tuyệt Tình Nhai, để ả chịu hành hạ bởi âm sát Hàn Phong và độc Tuyệt Tình Hoa. Những người xúc phạm cung quy trước đây đều như thế, chính là giết gà dọa khỉ. Đáng tiếc phương pháp này cũng chẳng hữu hiệu bao nhiêu, cũng không biết năm nay Bách Hoa Cung có thể đổi phương thức hay không. Dương Diệp hít sâu một hơi, nhìn về phía Phượng Vũ, giữ tợn cười lên mà nói, ta Dương Diệp xin thề, hôm nay nếu ta không chết, tất cả dằn vặt của các ngươi đối với mẹ ta ngày sau ta sẽ hoàn trả các ngươi gấp trăm lần.
Phượng Vũ nhếch mép khinh thường, ngày hôm nay ta coi như là đã biết cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình. Đừng nói ngươi chỉ là một gã phàm nhân cảnh có thiên phú không tệ, cho dù ngươi là tôn giả cảnh thì với Bách Hoa Cung ta mà nói, cũng chỉ là một con kiến hơi cường đại một chút mà thôi. Nội tình Bách Hoa Cung ta không phải điều mà người có thể tưởng tượng. Được rồi, vốn ta còn không muốn giết ngươi, chỉ cho ngươi làm hoa nô, bây giờ xem ra là không cần nữa. Đừng tưởng rằng ngươi không nói thì ta sẽ không có biện pháp lấy được bí mật của ngươi. Lão gà mẹ, vậy sao ngươi còn chưa động thủ? Dương Diệp cười dữ tợn. Trong mắt Phượng Vũ lóe lên sát khí, ngay lúc chuẩn bị động thủ thì đột nhiên bà ta lại nhướng mày, ánh mắt nhìn quét xung quanh. Trầm giọng nói, nếu đã đến rồi thì ra đây đi. Một cái bóng trắng hiện ra, một người nữ tử mặc váy trắng, tay cầm trường kiếm màu xanh xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Nữ tử chẳng phải ai khác, chính là Tô Thanh Thi, người từng có ước định với Dương Diệp. Nhìn thấy Tô Thanh Thi, Dương Diệp thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không sợ chết nhưng lại sợ Tiểu Giao sẽ chết cùng với mình. Tuy rằng hắn không biết vì sao Tô Thanh Thi xuất hiện ở đây, thế nhưng điều này không quan trọng nữa. Bởi vì Tiểu Giao đã an toàn rồi. Người của Kiếm Tông, Phượng Vũ nhướng mày, trầm giọng hỏi. Tô Thanh Thi nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Phượng Vũ, gật đầu nói, hắn là đệ tử của Kiếm Tông ta, ngươi không thể động vào hắn. Phượng Vũ híp hai mắt, hắn là con trai của đệ tử xúc phạm cung quy Bách Hoa Cung ta, ngươi hẳn cũng biết cung quy của Bách Hoa Cung ta. Choang! Trường kiếm màu xanh trong tay Tô Thanh Thi đột nhiên thoát ra khỏi ngọc thủ của nàng. Mang theo một cái bóng xanh phóng lên cao, phát ra một tiếng kiếm minh lanh lảnh. Vậy thì đánh một trận đi. Nhìn thấy thanh trường kiếm màu xanh này, ánh mắt Phượng Vũ lóe lên chút nghiêm trọng, không ngờ lại là huyền kiếm địa phẩm. Bà ta và nữ tử trước mắt có cảnh giới xấp xỉ nhau, vốn là cho dù đánh một trận bà ta cũng không sợ, thế nhưng kiếm của đối phương lại là địa phẩm, mà huyền bảo của bà ta chỉ là huyền giai cao phẩm, nhưng mà khác biệt lại lớn đến như vậy. Điều này làm cho bà ta có hơi do dự, cảnh giới và thực lực tương đương nhau, huyền bảo và huyền kỹ chính là mấu chốt quyết thắng bại. Bách Hoa Cung ta không có ân oán với Kiếm Tông, hơn nữa giữa ân oán của Kiếm Tông và Quỷ Tông, Bách Hoa Cung ta cũng đều giữ thế trung lập. Hiện giờ ngươi thật sự muốn vì một đệ tử ngoại môn mà kết thù oán với Bách Hoa Cung sao? Phượng Vũ trầm giọng nói. Tô Thanh thì vận chuyển huyền khí trong cơ thể, lạnh nhạt nói, có kết oán hay không? Không phải một trưởng lão như ngươi có thể quyết định. Đừng nhiều lời nữa, nếu muốn giết hắn, vậy thì ra tay đi. Nói đoạn, một khí thế kinh khủng nháy mắt phủ ập về phía Phượng Vũ. Phượng Vũ đang muốn nói tiếp thì đột nhiên một luồng khí thế đã bao phủ lên bà ta. Phượng Vũ biến sắc, thất thanh nói, kiếm thế, lại là kiếm thế, cô là Tô tiên tử của Kiếm Tông. Phải, Tô Thanh thì thừa nhận nói. Nhìn thấy Tô Thanh thì thừa nhận, trong lòng Phượng Vũ chẳng còn chút chiến ý nào. Phải biết rằng, Tô Thanh Thi chính là cường giả có thứ tự trên Tiềm Long Bảng. Tiềm Long Bảng đó là tồn tại thế nào chứ? Cũng giống như Thanh Vân Bảng, đó là chỗ tất cả yêu nghiệp tập trung. Tuy rằng cảnh giới của bà ta và Tô Thanh Thi xấp xỉ nhau, thế nhưng bà ta biết, cho dù đối phương không có huyền kiếm địa phẩm, bà ta cũng không phải là đối thủ của nàng. Tô tiên tử, mặc dù ta không địch lại cô, thế nhưng việc này Bách Hoa Cung ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngày khác Bách Hoa Cung ta chắc chắn sẽ đi đến Kiếm Tông, đòi tông chủ của các ngươi một lời giải thích. Bỏ lại mấy câu hung ác, Phượng Vũ xoay người rời đi. Lúc này bà ta có hơi hối hận vừa rồi để mấy tên Bách Hoa vệ khác rời đi, bằng không lấy sức của 5 người bọn họ, cho dù Tô Thanh Thi có mạnh đi nữa cũng không phải là đối thủ. Nhìn thấy Phượng Vũ bị Tô Thanh Thi dọa lui, Dương Diệp lẩm bẩm nói trong lòng, đây là thực lực sao, Dương Diệp ta cũng phải có thực lực như vậy. Dương Diệp ta còn phải có thực lực mạnh hơn cả thế này. Tỷ tỷ, tỷ cứu mẹ của ta có được hay không? Trên lưng sói, Tiểu Giao cầu khẩn Tô Thanh Thi. Tuy rằng nàng không biết gì về thực lực và cảnh giới, nhưng nàng biết đại tỷ tỷ trước mắt vô cùng lợi hại, bởi vì nữ nhân biết bay kia đã bị đại tỷ tỷ trước mắt này dọa lui, cho nên nàng cho rằng, chỉ cần vị tỷ tỷ trước mắt bằng lòng thì nhất định là có thể cứu mẫu thân ra. Nghe thấy lời nói của Tiểu Giao, Dương Diệp cũng nhìn về phía Tô Thanh Thi. Hắn cũng không có chủ nghĩa đại nam tử cùng với thứ tự tôn quái lạ gì đó, nếu như Tô Thanh Thi có thể cứu mẫu thân mình, để cho mẫu thân không phải chịu khổ nữa, hắn sẽ cảm kích từ tận đáy lòng chứ không hề cảm thấy mình khiếp nhược vì nhận trợ giúp từ nữ nhân. Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của hai huynh muội, Tô Thanh Thi có hơi không đành lòng, nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái.
Cứu Dương Diệp là đã rất có thể tạo thành mâu thuẫn giữa Kiếm Tông và Bách Hoa Cung, nếu như nàng lại xuất thủ cứu mẫu thân Dương Diệp, vậy thì không còn là có rất có thể nữa mà là trở thành tuyệt đối. Với tình hình hiện giờ, Kiếm Tông thật sự là không thể có mâu thuẫn lớn nào với Bách Hoa Cung được. Tiểu Giao còn muốn nói cái gì thì đã bị Dương Diệp ngăn lại, hắn nói Tiểu Giao, đừng cầu xin nữa. Ca ca sẽ đi cứu mẫu thân, ca ca hứa với muội nhất định sẽ cứu mẫu thân ra, để cho cả nhà chúng ta đoàn viên. Hu hu, tại sao bọn họ lại bắt mẫu thân chứ, tại sao? Tiểu Giao xoay người ôm ghì lấy Dương Diệp, khóc không thành tiếng. Một lát sau, Tiểu Giao đã ngủ say trong lòng Dương Diệp. Ngươi oán ta không? Lúc này, Tô Thanh thì đưa lưng về phía Dương Diệp mà hỏi. Lần này nàng đến An Nam Thành là vì biết được Liễu Thanh Vũ cùng với hai đệ tử ngoại môn của Kiếm Tông muốn đối phó Dương Diệp, nhưng thật không ngờ khi đến An Nam Thành lại gặp phải chuyện vừa nãy. Dương Diệp xoa xoa đầu Tiểu Giao, thấp giọng nói, lúc đầu thì có một chút, thế nhưng bây giờ thì không còn. Ngươi có thể vì ta và muội muội ta mà đắc tội Bách Hoa Cung, ta thật bất ngờ và cảm kích. Nhưng mà ngươi yên tâm, mạng của ta ngươi cứu không uổng, ta sẽ cố gắng xông vào Thanh Vân Bảng. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, thanh kiếm trong tay Tô Thanh Thi khẽ run lên, môi màng mấp máy nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Dương Diệp nhìn bóng lưng nữ tử trước mắt, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, hắn trầm mặc một lát rồi hỏi, sao ngươi lại xuất hiện ở An Nam Thành? Tô Thanh Thi không đề cập đến nguyên nhân, chỉ nhàn nhạt nói, việc ngươi có thể khống chế huyền thú quả thực khiến cho người ta hết sức kinh hãi, sau này ở thế giới nhân loại tốt nhất đừng triệu hoán U Minh Lang, nếu không ngươi sẽ không ngừng gặp phiền phức. Nhớ đến bộ dáng giật mình của Phượng Vũ, Dương Diệp gật đầu, sau đó nhìn Tiểu Giao trong ngực, ta có thể cầu ngươi một chuyện được không? Nói đi, Tô Thanh Thi nói. Nhìn Tiểu Giao đang ngủ ngon lành, trong mắt Dương Diệp lóe lên một chút ôn nhu. Hắn nói, có thể giúp ta chăm sóc muội muội được không? Mẫu thân ta nói tư chất của nàng không tệ, nếu có thể tu luyện, hãy để nàng theo ngươi. Tô Thanh thì cau mày, trầm giọng nói, thực lực của Bách Hoa Cung thực sự rất kinh khủng, không nói đến những người trong nội cung, cho dù là Bách Hoa Vệ thì ngươi cũng không thể đấu lại. Những người lúc trước, chỉ là một nhóm nhỏ trong Bách Hoa Vệ, thực lực của họ chỉ thuộc tầm trung trong những người của Bách Hoa Vệ. Nếu bây giờ ngươi đi tìm họ, chẳng khác gì tìm chết, hiểu chứ? Dương Diệp lắc đầu, nói ta không ngốc như vậy, mẫu thân đã phải trả một cái giá rất lớn để ta và muội muội có thể trốn thoát, ta sẽ không ngốc đến mức đi chịu chết. Để Tiểu Giao theo ngươi, bởi vì ta muốn Tiểu Giao trở thành một cường giả. Dù sao ta cũng không thể vĩnh viễn bảo vệ nàng, chính nàng phải dựa vào thực lực của bản thân mình. Hơn nữa chỉ cần muội muội ta gia nhập Kiếm Tông, sau này nếu không rời khỏi, thì Bách Hoa Cung cũng không dám đến tận Kiếm Tông bắt người. Nghe Dương Diệp nói xong, Tô Thanh Thi thả lỏng, nàng gật đầu, nói ta có thể để nàng theo ta. Đa tạ, Dương Diệp chân thành nói. Tô Thanh Thi vung tay một phát, trường kiếm lập tức xuất hiện bên cạnh nàng, nói, ngươi hãy thu hồi U Minh Lang đi, ta đưa ngươi cùng muội muội trở về Kiếm Tông. Dương Diệp lắc đầu, nói, ngươi đưa muội muội ta về đi, ta có làm chút việc ở An Nam Thành, yên tâm đi. Ta sẽ không làm gì ngu ngốc đâu. Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp thật lâu, sau đó ấm Tiểu Giao từ trên lưng sói xuống, ngự kiếm mà đi. Nhìn Tô Thanh Thi cùng Tiểu Giao biến mất nơi chân trời, Dương Diệp quay người nhìn về phía An Nam Thành, hung dữ nói, Liễu gia, nếu không phải vì các ngươi, mẫu thân của ta cũng không cần xuất thủ, cũng sẽ không bị người của Bách Hoa Cung phát hiện. Thù mới hận cũ, hôm nay cùng nhau giải quyết cho rõ ràng. Nói xong, Dương Diệp thu hồi U Minh Lang vào đan điền, rồi chạy về phía An Nam Thành. Tại Liễu gia, gia chủ Liễu gia là một nam tử có tên Liễu Nam hơn 40 tuổi, thân hình hơi tròn, với tư chất cực kém của mình, trải qua một thời gian dài tích lũy cuối cùng y cũng có thể tu luyện đến huyền giả cửu phẩm. Liễu gia giống như một đại tộc ở An Nam Thành, hơn nữa con của y lại được Kiếm Tông thu nhận làm đệ tử ngoại môn, Liễu Nam y ngày càng có tiếng, ngay cả An Nam Thành chủ cũng phải khách khí với y vài phần. Thế nhưng đêm nay, lời kể của một người hầu đã dọa cho Liễu gia chủ danh tiếng lẫy lừng, không ai sánh kịp kia khiếp sợ. Liễu Nam lo lắng đi tới đi lui trong đại sảnh đã hơn một canh giờ, vừa nghĩ đến trước kia y muốn cưới một cường giả linh giả cảnh làm thiếp, thì liền sợ muốn ngất đi. Linh giả cảnh, đừng nói làm tiểu thiếp cho y, ngay cả vương gia thái tử vẫn không có tư cách này. Đúng lúc này, một gã sai vặt chạy vào đại sảnh.
Thấy người chạy vào, Liễu Nam vội vàng hỏi, thế nào? Thành chủ nói thế nào? Hắn đồng ý phái người đến bảo vệ Liễu gia sao? Đúng vậy, sau khi biết mẫu thân của Dương Diệp chính là linh giả cảnh, đầu tiên Liễu Nam cảm thấy hoảng sợ đến nỗi tứ chi nhũn ra. Sau khi hoàn hồn, y vội sai người đến cầu An Nam thành chủ trợ giúp, tuy biết đến cả thành chủ cũng không giúp được gì, nhưng Liễu Nam không còn cách nào khác. Bởi vì chỉ có An Nam thành chủ mới có thể cầu xin sự giúp đỡ từ Kinh Châu thành chủ. Gã sai vặt nói, bẩm tộc trưởng, thành chủ bảo Liễu lão gia xin hãy yên tâm, mẫu thân của Dương Diệp chính là đệ tử đã vi phạm cung quy của Bách Hoa Cung, hiện đã bị người Bách Hoa Cung bắt đi rồi. Hơn nữa người của Bách Hoa Cung còn đang truy lùng Dương Diệp và muội muội đang lẩn trốn. Cho nên, Liễu gia tuyệt đối an toàn. Thật sao? Liễu Nam mừng rỡ như điên. Đương nhiên là thật ạ. Ha ha, Liễu Nam cười ha hả không chút kiêng kỵ, một lát sau, y cười nói, thì ra nàng là đệ tử của Bách Hoa Cung, khó trách dung mạo lại xinh đẹp như vậy, con gái nàng khẳng định cũng xinh đẹp như nàng, là một tiểu mỹ nhân nhỉ. Chỉ đáng tiếc, đây chính là kết cục của nàng vì muốn đối nghịch với Liễu gia ta. Bất chợt, giữa sân có một ánh kiếm hiện lên. Xoẹt một tiếng, đầu của tên sai vặt đang đứng trước mặt Liễu Nam bị chém rơi xuống, bay ra ngoài theo hình vòng cung. Liễu Nam im bặt, nụ cười trên mặt cứng đờ, nhìn Dương Diệp chẳng biết khi nào đã xuất hiện trước mặt y, run giọng nói, ngươi không phải đang bị Bách Hoa Cung truy đuổi sao? Ngươi! Dương Diệp chậm rãi đến cạnh Liễu Nam, vừa đi vừa nói, có phải ngươi rất thất vọng? Thấy Dương Diệp đi tới, hai chân Liễu Nam không nhìn được run rẩy, y đứng lên, nói, Dương Diệp, ngươi muốn làm gì? Đây chính là Đại Tần Đế Quốc, ngươi giết ta là phạm pháp. Ngươi không sợ Đại Tần Đế Quốc ban lệnh truy nã ngươi sao? Ngươi nói xem, ta nên để ngươi chết như thế nào nhỉ? Nhìn Liễu Nam đang sợ hãi trước mặt, Dương Diệp cười nói, chỉ có điều nụ cười kia có chút dữ tợn. Chính người này trước kia thường đến khi dễ người nhà Dương Diệp, vì muốn ép mẫu thân hắn làm tiểu thiếp, y đã lợi dụng thế lực to lớn của Liễu gia để chèn ép nhà hắn, khiến cho nhà Dương Diệp trở thành một trong những nhà nghèo khổ nhất An Nam Thành. Mà hiện tại lại là người của Liễu gia khiến mẫu thân của Dương Diệp bị lộ thân phận thật sự. Nghĩ tới những việc này, lòng Dương Diệp đau như bị dao cắt. Có ai không, sau khi nghe Dương Diệp nói, Liễu Nam điên cuồng gào to. Mặc dù y là huyền giả cửu phẩm, nhưng đó là do trong thời gian dài tích lũy mà tu luyện thành, hơn nữa y chưa bao giờ chiến đấu thật sự với một huyền giả cửu phẩm, cho nên việc đầu tiên y làm không phải là phản kháng mà chính là kêu cứu. Ngươi không cần gọi, trừ hạ nhân Liễu gia ở bên ngoài, tất cả những người khác đều đã chết rồi. Không sai, là ta giết đó, bây giờ cũng chỉ còn lại mỗi mình ngươi. Dương Diệp lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Liễu Nam trợn ngược hai mắt, kinh hãi nói, ngươi, hơn trăm đệ tử của Liễu gia ta đều bị ngươi giết, ngươi là đồ ác ma, Thanh Vũ sẽ không bỏ qua cho ngươi, Đại Tần Đế Quốc sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Diệp nói, ngươi yên tâm. Ta cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ xuống dưới cùng ngươi. Nói xong, kiếm quang hiện lên, đầu của Liễu Nam bị chém văng ra ngoài. Dương Diệp xoay người rời khỏi Liễu Phủ, sau đó nhìn Liễu Phủ đang cháy, trên mặt lộ ra sự tàn nhẫn, nói, những ai làm tổn thương người thân của ta sẽ trả lại các ngươi gấp 10, gấp 100 lần. Đúng lúc này, một đội binh lính Đại Tần toàn thân mang khôi giáp đen vây quanh Dương Diệp. Một người trung niên mặc trường bào quý giá đến trước mặt Dương Diệp, trầm giọng nói, ngươi là đệ tử ngoại môn của Kiếm Tông. Ta chính là An Nam thành chủ. Nếu sớm biết mẫu thân của Dương Diệp là cường giả linh giả cảnh, đánh chết gã cũng sẽ không nhận hối lộ từ Liễu gia. Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận, nếu như đã lỡ đắc tội Dương Diệp, thì chỉ còn cách diệt trừ tận gốc mầm tai họa này. Cho nên, khi hạ nhân Liễu gia đến phủ thành chủ để báo án, gã đã tự mình dẫn theo một đội hơn 100 lính đều có tu vi huyền giả cửu phẩm đến. Gã biết những cường giả bình thường đều có thể khiêu chiến với những người có cấp bậc cao hơn mình, cho nên lần này gã đã mang theo tất cả hộ vệ của An Nam Thành đến. Hơn 100 tên hộ vệ đều là huyền giả cửu phẩm, sợ rằng đến cường giả tiên thiên cảnh cũng không phải là đối thủ. Nhìn thấy gã trung niên trước mắt, khóe miệng Dương Diệp hiện lên một nụ cười, nếu như không phải vì đối phương cấu kết với Liễu gia. Đội hộ vệ có thể kịp thời xuất hiện, mẫu thân cũng sẽ không bị bại lộ, người này cũng phải chết. Thấy Dương Diệp tản ra sát khí, gã trung niên nhíu hai mắt lại, lui về sau hai bước, nói, Dương Diệp, tuy ngươi là đệ tử ngoại môn của Kiếm Tông,
nhưng cũng không có quyền giết người bừa bãi trong khu vực của ta. Ngươi đã vi phạm luật pháp của Đại Tần Đế Quốc nên ngươi nhất định phải lãnh phạt. Người đâu, giải hắn đi. Lúc những hộ vệ chuẩn bị động thủ, Dương Diệp đã động trước, một ánh kiếm lóe lên, đầu của An Nam thành chủ bị chém rơi ra, máu tươi văng tung tóe. Mọi người kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp lại dám giết An Nam thành chủ trước mặt nhiều người như vậy, càng không nghĩ đến tốc độ ra tay lại nhanh như thế, tất cả mọi người đều không thấy rõ xuất thủ ra sao. Hai mắt An Nam thành chủ trợn thật to, gã chết không nhắm mắt. Quả thật An Nam thành chủ nghĩ không sai, hơn trăm tên huyền giả cửu phẩm Dương Diệp thật sự không đánh lại. Nhưng do An Nam thành chủ khinh địch, gã lại đứng gần Dương Diệp như vậy. Đương nhiên, không chỉ có mình gã khinh địch, còn có tất cả người của đội hộ vệ cũng vậy. Hoặc có thể nói, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới Dương Diệp dám giết An Nam thành chủ ngay trên phố. Lấy lại tinh thần, mọi người lập tức vổ nhào về hướng Dương Diệp, nhưng chưa đi được mấy bước thì ai nấy đều dừng lại. Bởi lúc này trên tay Dương Diệp xuất hiện một tấm huy chương, đó chính là huy hiệu của Phù Văn Sư Công Hội. Nhìn thấy mọi người dừng bước, Dương Diệp thả lỏng người, hắn biết nếu có thân phận Phù Văn Sư, những hộ vệ này sẽ không ra tay với hắn. Lúc trước đối mặt với người của Bách Hoa Cung, Dương Diệp cũng đã nghĩ đến việc tiết lộ thân phận Phù Văn Sư, nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm thế. Bởi vì Dương Diệp sợ sau khi lộ thân phận Phù Văn Sư sẽ khiến hắn càng phải chết sớm hơn. Nhìn thấy huy hiệu trong tay Dương Diệp, người đứng đầu đội hộ vệ An Nam Thành trầm giọng hỏi, ngươi là Phù Văn Sư? Dương Diệp gật gật đầu. Thấy vậy người đứng đầu đội hộ vệ An Nam Thành kia thi lễ với hắn rồi nói, việc ngươi đã làm ở An Nam Thành ta sẽ báo cáo lên Phù Văn Sư Công Hội, xin hãy để lại danh tính và cấp bậc Phù Văn Sư. Dương Diệp, tứ phẩm Phù Văn Sư. Dương Diệp lạnh nhạt nói, hắn biết, đây là quy củ, nếu như hắn giấu giếm hoặc cự tuyệt không khai báo, những người trước mắt này có quyền bắt lấy hắn. Người dẫn đầu ôm quyền thi lễ với Dương Diệp, sau đó y xoay người quát to, thu đội. Ở Đại Tần Đế Quốc, thân phận của Phù Văn Sư còn cao quý hơn cả quý tộc, một số tước vị quý tộc nhìn thấy Phù Văn Sư còn phải hành lễ. Mà trước mắt, người giết An Nam thành chủ và người của Liễu gia chính là Phù Văn Sư. Chuyện này y không có quyền can thiệp, phía trên sẽ cử người đến Phù Văn Công Hội để báo cáo chuyện này. Nghe vậy, mọi người không chút do dự xoay người rời đi, không lâu sau cả đội hộ CMV đều biến mất trong màn đêm. Thấy hộ vệ đội rời đi, Dương Diệp nhìn huy hiệu Phù Văn Sư trong tay, thấp giọng nói quả nhiên là đồ tốt tốt. Nói xong, Dương Diệp khẽ chuyển động rồi biến mất trong màn đêm. Trong tòa nhà đá lúc trước Phượng Ngọc và Tiểu Giao ẩn thân, ba người bọn Thanh Hồng ngồi đối diện nhau. Nhìn ánh nến lập lòe trên bàn đá, Thanh Hồng thấp giọng nói ca, người nói Dương Diệp sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Man Tử trầm giọng nói, Tiểu Hồng, nơi này không còn thích hợp để ẩn náu nữa. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi, tốt nhất lập tức rời khỏi thành, vĩnh viễn không trở lại. Đối với những người Bách Hoa Cung lúc trước, đến bây giờ Man Tử vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Thực lực của những người kia bọn họ căn bản không thể chống đỡ, mà ba người bọn họ lại đang bảo vệ người mà đối phương đang truy tìm, cũng may đối phương không phải cổ độc chết người, nếu không hiện tại ba người bọn họ chỉ sợ đã biến thành những cỗ thi thể mất rồi. Thanh Hồng lắc đầu, nói ca, chúng ta đợi ít hôm đi, nếu Dương Diệp không sao, hắn nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Thấy Thanh Hồng cứng đầu, Man Tử than thở, nói Tiểu Hồng, ca hiểu rõ tâm tư của ngươi. Dương huynh đệ quả thực rất ưu tú, nhưng chúng ta và hắn vốn không cùng một thế giới, cho dù Dương Diệp không bị bắt, các ngươi cũng không thể ở cùng nhau. Sống nương tựa vào nhau gần 20 năm, lẽ nào Man lại không biết tâm tư Thanh Hồng? Vốn dĩ hắn cũng rất ủng hộ Thanh Hồng đến với Dương Diệp, dù sao Dương Diệp cũng rất xuất sắc, nếu Thanh Hồng có thể đi cùng hắn, về sau không cần phải liếm máu trên lưỡi dao để kiếm sống nữa. Nhưng Man Tử một khi biết được Dương Diệp là người Bách Hoa Cung muốn bắt, gã liền thay đổi chủ ý. Cũng không phải gã không đủ thực lực, chỉ là gã thực sự không hy vọng muội muội mình sẽ bị vướng vào ân oán giữa Dương Diệp và Bách Hoa Cung. Những ân oán như thế, dòng binh nhỏ nhoi như họ không cách nào chịu nổi. Bị ca ca của mình nói toạc ra, mặt Thanh Hồng nhanh chóng đỏ lên, tuy nhiên nàng cũng không phản đối hay giấu giếm, còn hỏi ngược lại sao lại không có khả năng ở cùng một chỗ. Ca, ngươi chưa từng nghe qua câu nói này sao? Tình yêu không phân biệt thực lực, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt tông môn. Chỉ cần hai người yêu nhau, tất cả đều không thành vấn đề.
Tiểu Hắc nãy giờ đang trầm mặc ngước đầu nhìn Thanh Hồng một hồi, sau đó y không để ý nữa mà tiếp tục nghịch thanh đao trong tay của mình. Man Tử bĩu môi, nói Tiểu Hồng, người tin câu nói này sao? Được, cho dù những lời này là đúng, nhưng Dương Diệp yêu ngươi sao? Cũng chỉ có nhà đầu ngươi mới gặp người ta có một lần mà đã tương tư. Lão muội, từ khi biết nhau đến nay các ngươi cũng chỉ gặp nhau mới có hai lần. Ngươi sao lại phải lòng người ta rồi? Thanh Hồng trừng Man Tử một chút, nói, những chuyện phong nguyệt này một kẻ như ngươi làm sao có thể hiểu hết được chứ, ta không thèm nói với ngươi nữa. Thật ra lúc trước tình cảm của Thanh Hồng dành cho Dương Diệp chỉ là thứ tình cảm mập mờ, không thể nói là yêu. Sở dĩ bây giờ biến thành yêu, vì nàng đã ở cùng mẫu thân Dương Diệp và Tiểu Giao một thời gian, biết được rất nhiều điều về Dương Diệp qua mẫu thân của hắn. Có thể nói thái độ đối với người nhà của Dương Diệp, cùng với tính cách không chịu khuất phục trước khó khăn của hắn đã khiến nàng rung động. Thấy Thanh Hồng vạch trần khuyết điểm của mình, Man Tử đỏ mặt, nói, lão muội, ngươi nghe ca, quên Dương huynh đệ đi. Chúng ta tiếp tục sống những tháng ngày của dòng binh, tuy nguy hiểm chút nhưng chung quy vẫn an toàn hơn. Ngươi muốn đi thì đi, ta sẽ không đi đâu hết. Thanh Hồng xoay mặt đi, có chút tức giận nói. Nghe vậy, Man Tử chỉ đành cười khổ cười, sau đó nhìn Tiểu Hắc chỉ một mực trầm mặc, nói Tiểu Hắc, ngươi thì sao, đi hay không đi? Tiểu Hắc nhìn Man Tử một chút, sau đó dùng dao găm viết lên bàn hai chữ không đi. Man Tử nhất thời chán nản, ngay lúc hắn chuẩn bị nói gì đó thì Dương Diệp bước vào. Nhìn thấy ba người ngồi trên bàn đá, Dương Diệp thở phào một hơi, đang chuẩn bị nói chuyện thì một bóng người đã bổ nhào vào ngực hắn, Dương Diệp ngây người. Thanh Hồng gắt gao ôm chặt lấy Dương Diệp, nói, ngươi không có việc gì là tốt rồi, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Dương Diệp nhẹ nhàng đẩy Thanh Hồng ra, thấy trên mặt nàng toàn nước mắt, trong lòng lập tức ôn nhu, hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt Thanh Hồng, nói Thanh Hồng tỷ, đa tạ. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía Man Tử và Tiểu Hắc, nói cảm ơn Man Tử huynh đệ và Tiểu Hắc huynh đệ, cảm ơn các ngươi đã bảo vệ mẫu thân và muội muội của ta. Man Tử cười, nói, Dương huynh đệ khách khí, lúc trước nếu không có Dương huynh đệ, ba người bọn ta chỉ sợ là đã chết. Hơn Dương huynh đệ còn trả tiền công cho bọn ta, về công hay về tư, bọn ta đều nên tận lực bảo vệ người nhà Dương huynh đệ. Chỉ có điều đêm nay, những người kia. Dương Diệp lắc đầu, sau đó cắt ngang lời Man Tử, hắn nói, ta hiểu, những người kia không phải người mà Man Tử huynh đệ các huynh có thể chống đỡ, ta sẽ không trách các ngươi về chuyện này. Ta hôm nay chính là tới tìm các ngươi. Nói xong, Dương Diệp rút ra một cây đại đao mà hắn đoạt được từ Xuất Huyết Thủ và một cây chủy thủ. Đưa cho Man Tử cùng Tiểu Hắc, nói, hai món huyền bảo này đều là hoàng giai thượng phẩm, là thù lao của ta, cảm tạ các ngươi trong khoảng thời gian này đã bảo vệ mẫu thân vác muội muội của ta. Man Tử vội vàng khoát tay, nói, Dương huynh đệ nói gì vậy, lúc trước ngươi đưa cho ba người bọn ta huyền bảo cùng số kim tệ đã vượt xa giá tiền thuê dòng binh. Hơn nữa bọn ta cũng không bảo vệ tốt muội muội và mẫu thân ngươi, nếu bây giờ còn nhận những thứ này thử hỏi bọn ta xứng đáng là người sao. Tiểu Hắc bên cạnh cũng lắc đầu. Dương Diệp để hai món huyền bảo lên bàn đá, nói các ngươi không được cự tuyệt, đây chính là tâm ý của ta. Với lại hai món huyền bảo này đối với ta mà nói quả thật không là gì, nhưng các ngươi thì khác, có thể dùng nó để tăng năng lực của mình. Man Tử còn muốn cự tuyệt thì chợt nghe Thanh Hồng ở bên cạnh nói, ca, các ngươi hãy nhận đi. Nghe vậy, Man Tử và Tiểu Hắc do dự một chút, sau đó cầm lấy hai món huyền bảo trên bàn đá. Man Tử ôm quyền thi lễ với Dương Diệp, nói, đa tạ Dương huynh đệ. Tiểu Hắc ở bên cạnh cũng ôm quyền thi lễ với Dương Diệp, biểu đạt sự cảm ơn. Sau khi nhận huyền bảo, Man Tử và Tiểu Hắc nhìn nhau, sau đó rất thức thời cùng nhau rời khỏi căn nhà đó, bên trong chỉ còn lại Thanh Hồng và Dương Diệp. Sau khi thấy ca ca của mình và Tiểu Hắc rời đi, Thanh Hồng nhìn về phía Dương Diệp, nói, những lời ban nãy ta nói, người đã nghe hết phải không? Dương Diệp thoạt sững người, sau đó mịt mờ nói, Thanh Hồng tỷ, lời gì cơ? Thanh Hồng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Dương Diệp. Một lát sau, Dương Diệp chịu thua, bèn gật đầu. Thật ra lúc hắn vừa đến nhà đá thì đã nghe được tiếng Man Tử đang khuyên Thanh Hồng từ bỏ ý nghĩ kia với hắn đi. Lúc ấy vì không muốn xấu hổ, Dương Diệp mới không bước vào mà đứng bên ngoài nghe một hồi. Thật ra lúc ấy hắn cũng có chút bất ngờ. Dương Diệp không ngờ một nữ tử xinh đẹp như nàng lại có tình cảm với hắn. Mặc dù bất ngờ nhưng Dương Diệp không suy nghĩ gì nhiều,
hiện tại việc hắn muốn làm nhất là nhanh chóng tăng năng lực của bản thân lên để cứu mẫu thân ra ngoài. Thấy Dương Diệp gật đầu, Thanh Hồng đỏ mặt nhìn ra chỗ khác, nhất thời bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ. Trầm mặc nửa ngày, Dương Diệp do dự một lát, sau đó lấy ra một quyển quyển trục cùng thanh xích hồng kiếm lúc trước Thắng Giang Nguyên đã đoạt được, đưa cho Thanh Hồng, nói: Thanh Hồng tỷ, đây là một bản huyền kỹ hoàng giai thân pháp và huyền kiếm huyền giai hạ phẩm, tặng ngươi. Tại sao? Thanh Hồng nhìn Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp lắc đầu, nói: không vì cái gì cả, ta chỉ là thích tặng cho ngươi mà thôi. Thanh Hồng nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó mới nhận lấy quyển trục và thanh xích hồng kiếm kia, nàng nói: ta sẽ cố gắng mạnh lên, ta sẽ cố gắng đuổi kịp ngươi, ta sẽ chờ ngươi cứu mẫu thân ra. Ta không cần ngươi hứa hẹn điều gì, cũng không muốn nghe ngươi khuyên ta. Tâm Dương Diệp khẽ run, thật lâu sau, hắn mới thấp giọng thở dài, nói: đáng giá không? Thanh Hồng nhìn Dương Diệp, nói: không có gì là đáng giá hay không đáng giá, ta thích ngươi cho nên ta cứ làm vậy. Dương Diệp. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp rời đi. Nhìn về phía Dương Diệp rời đi, tay trái Thanh Hồng không ngừng vuốt ve tất hắc giới đeo trên ngón tay phải. Chiếc nhẫn là Dương Diệp đưa cho nàng trước khi rời đi, bên trong không chỉ có huyền kỹ cùng với huyền giai hạ phẩm linh kiếm mà Dương Diệp đã đưa cho nàng, còn có hơn 1.000 khối năng lượng thạch. Thật lâu sau, Thanh Hồng mới thấp giọng nói: ta sẽ cố gắng đuổi kịp ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 6.